chương trình này phát sóng thì nhà em sẽ có thêm thu nhập. À, trời ơi. Hết nguyên hàng thì mẹ em mới cho đi chơi nha anh. Tần em qua một lần đâu phải ngày nào em cũng mua. Còn nóng tính không? Không. Nóng cỡ nào em nhúng vô thùng phi là nguội hết là anh. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Rồi thì có căng thẳng nha, thoải mái lên nha. Hai bạn giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Em ưu tiên nữ, em mời bạn nữ nói trước. Dạ em chào em Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên đó và mà khán giả xem chương trình. Thì em tên là Lê Huỳnh, năm nay em 24 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Quê em ở đâu? À em thì sinh ra lớn lên ở đây. Mời bạn trai. Dạ em thì tên là Phan Chí Vinh, sinh năm 1993, vào ngày 13 tháng 3 nhằm ngày thứ sáu. Thì cái ngày nó cũng hơi gọi là không được may mắn cho lắm, thì cho nên đến bây giờ thì vẫn chưa có gì. Quê của em thì ở Đồng Tháp. Em học thì bên hàng hải nhưng mà bây giờ em theo bên nhà hàng, quản lý nhà hàng. Chưa có người yêu gì hết rồi đúng không? Mà chưa có cái gì? Chưa có vợ. Có vợ rồi lên đây ngồi làm chi ông? Chưa có vợ mới lên đây ngồi chứ anh. Em cũng đã qua một cái mối tình rồi từ năm học 12. Quen bao lâu? Dạ hơn 3 năm chị. Quen 3 năm mà đâu có gặp thường. Ở miền Tây thì hay mang cái khái niệm là Đại học Cần Thơ. Đại học Cần Thơ thì người đó lủi xuống Cần Thơ. Em lên trên đây thì xa nhau tới 200 mấy cây số. Từ từ lãng quên luôn. Em gọi điện thì không thấy người ta bắt máy nữa. Xa mặt cách lòng ha. Ủa rồi cái vụ này là gì đây em? Dạ cái này là nhà em bán. Nhà em bán chú chiên. Hy vọng là sau chương trình này phát sóng thì nhà em sẽ có thêm thu nhập. À, trời ơi là trời. Cổ đi lên, cổ kiếm người yêu, kiếm chồng mà cổ còn bia bán chuối chiên nữa. Em thích ăn chuối chiên lắm chị. Lát cho em ăn, nếu được thì em ghé mua cho cổ nha. Nhớ mua thường xuyên. Mua là mua hết nguyên hàng nha anh. Hết nguyên hàng mẹ mới cho đi chơi nha anh. Được không? Ăn chuối chiên được mỗi chị. Ngày nha. Được chị, tại vì cứ tuần em qua lần đâu phải ngày nào em cũng mua. Vậy em tuần đi chơi có một lần thôi anh. Yên tâm là anh làm quản lý nhà hàng, đưa chú chiên của em vô nhà hàng. Dạ cũng được, vậy cũng được anh. Rồi, bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu của em là em hay bắt bẻ, em hay khó tính đó chị. Không biết là ế quá nó khó hay là khó quá nó ế vậy, em không biết. Em khó tính là em khó từng bắt bẻ câu nói hay là khó như thế nào em? Em bắt bẻ câu nói lắm anh. Cái tính là anh thấy anh với em nó giống nhau. Ở cái chỗ là từ câu nói, ví dụ như mình dùng cái câu nói phù hợp thì thôi. Còn gì bên kia còn gì nữa không? Em thì sở trường em thích hát. Hôm nay em cũng muốn hò một câu thôi. Hò. Hò ơi, gió miền xuôi thổi xuôi miền ngư, cánh chim chiều mỗi mắt đời trông, bao giờ gió ngược thổi lên, bao giờ anh để em thôi đợi chờ. Đáp lại liền em. Em thì hò không được nhưng mà em trả lời được một câu chắc bữa nay để cho em thôi đợi chờ rồi. Lành quá ha. Rồi thôi bây giờ nói đi, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là cái gì nè? Em thì chịu làm, thích nấu ăn hơn thôi. Em thì em nấu được nhưng mà em không biết người ta có ăn được không. Nhưng mà em yên tâm, anh nấu ăn được. Có lần ở nhà hàng anh làm thì chảo bếp thì về sớm thì khách lại vào mà kêu ngay cái món là rắn trung bằm xào lá cách xúc bánh đa. Thế hỏi ủa giờ em bằm rồi ai xào anh? Cái lúc đó là mình vừa cởi áo ra luôn đó, anh xào lô vẫn bắt chảo lên vẫn làm bình thường đưa ra khách ăn cũng không biết gì luôn, cũng đồng ý là em làm. Nhưng mà người khách đó về là người ta không quay lại quán không, em luôn em đó. Ra em hỏi trực tiếp luôn chị. Chắc ông xịn quá rồi. Có đâu, xong rồi em mới nói cái món này em xào, anh biết anh về rồi. À cũng được. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, có chí cầu tiến. Với lại em không thích con trai mà nóng tính với lại hút thuốc. Có hút thuốc không em trai? Không chị. Có nóng tính không? Không. Rút kinh nghiệm anh đầu nóng tiên ha. Nóng cỡ nào em nhúng vô thùng phi là nguội hết nha. Không phải, mà cái tánh của em không có nóng tại chỗ. Ví dụ như giờ có la em đi. Suy nghĩ về nhớ lại. Qua chừng 3 ngày nữa hỏi, ủa sao bữa đó anh la em? Trời đất ơi. 3 ngày sau mới nóng hả? Tức là em nói cái tánh em không nóng, nó dằn được. Tính này cũng được đó. Rồi chút cô bên kia cô hỏi anh có yêu em không rồi 3 ngày sau trả lời nha. Em là em thích cái gì nó nhanh gọn vậy, giống như em hỏi là phải trả lời liền, giống như nhắn tin với em cũng vậy. 3 ngày sau mới trả lời em sao được. Sao được em? Trường hợp khó khi đi làm thôi em, còn ở nhà thì khác. Tình cảm thì mình phải rõ ràng hai bên mình phải nói. Rồi vậy em muốn kiếm một mẫu người bạn gái như thế nào? Trên 1m55, đen cũng được mà trắng cũng được.
mập cũng được mà ốm cũng được. Sao đơn giản vậy? Bạn gái có yêu cầu gì nữa không? Cao trên 1m65. Nói chung là gương mặt hoàn hà, đừng có gỗ với lại hói được rồi. Gỗ với hói rồi. Bên đó chắc không có rỗ mà rá thôi. Thôi để chút em tự đánh giá đi. Rồi để tôi qua tôi coi cho. Chào chị. Coi, có hói không? Có rỗ không? Này có hơi mụn lăn tăn chút thôi, cũng chưa đến nỗi rỗ. Hói thì không hói, tóc rất nhiều. Đẹp trai lắm à. Thôi con trai vậy là được rồi, chứ bạn trai mà láng lẫy quá cũng cũng sợ ha. Kiểm tra kỹ ghê không? Kiểm tra chứ. Em tin chị Cát Tường á, em coi nhiều tập em thấy chị Cát Tường nó ok là ok đó. Dự định chừng nào lấy vợ? Tháng 7 năm sau. Ủa sao phải tháng 7 năm sau? Chờ chưa tháng có 6, tháng 7 thì quen nhau cỡ chừng 6-7 tháng là mình cưới liền. Tháng 7 là mưa ngâu đó, nó sinh thứ 6 ngày 13. Thì lấy tháng 7 mưa ngâu thì hợp luôn. Coi như lấy độc trị độc đó. Nhưng mà bây giờ chưa có bạn gái mà tính sẵn luôn tháng 7 năm sau đám cưới luôn. Bữa nay mà được là tiến tới liền luôn. Nay mà được là tháng 7 năm sau đám cưới. Mà với chị Cát Tường với anh tháng 7 năm sau cưới được không? Ví dụ được, ví dụ như được. Em chắc ít nhất cũng phải 1 năm đó chị. Nhanh chút được không? Nhanh quá không được đó chị. Sao vậy? Trễ chút cũng được chị. Em chậm quan trọng là được chị, được chị, trễ được chị. Chị muốn vợ dữ vậy? Từ từ người ta đang trả giá. Không có mà. Sao mới vừa nói tức thì tháng 7 rồi tự nhiên bên đây tháng 7, ví dụ như tháng 6, tháng 7 là cũng được. Còn dài hơn xíu cũng được. Tháng 6, tháng 7, 3 năm sau cũng được. Ông này ba phải quá. Không phải đâu. Tại vì giờ ví dụ như được là mình phải chiều chứ. Mình đã có được cái tập xác định rồi. D bằng R với mỗi ít khác không. Trời ơi, thôi thôi đi. Không, tôi mệt quá. Mình nói chuyện với nhau không có hiểu được nhau đâu. Chúng ta không cùng chung đẳng cấp. Tự tính chuyện lấy vợ đi, tôi đi về nha. Căng quá. Tôi không nói chuyện nữa. Căng quá. Em cãi qua mai chi mà phải căng vậy. Rồi, chào em gái. Bán chú chiên mà đẹp quá ta. Cái này bán đắt lắm mà. Ba mời người miếng chú chiên ăn quảng cáo cho người ta kìa. À, ăn thử coi sao. Kể ăn trước là mai sao. Ăn vẫn giòn, vẫn ngon. Thơm. Chú chiên ngon, ngọt. Rồi, nói chung là về khả năng nấu ăn thì thấy cũng tạm ổn ha. Nhưng mà vấn đề chỗ nè. Anh băn khoăn cái chỗ là hai người cùng bắt bẻ nhau á. Bắt bẻ nhau để cho cả hai đều tốt hơn thôi. Trời ơi, tốt không? Dạ tốt. Hai người này về chắc cũng mệt lắm. Sau này em đổi không được, đã dặn lại mà cự xong vẫn im. Xin lỗi em Hoàng, nhưng 3 ngày sau nữa. Nữa, cũng vụ 3 ngày sau nữa. Nói chung là chịu xin lỗi em là được rồi. Chịu xin lỗi được rồi đúng không? Im là em cho im luôn đó. Thôi để hỏi ý kiến người thân thôi. Con gái trước đi coi sao. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và khán giả. Em là chị họ của bé Huỳnh. Em trai bên đây nhìn ngoại hình cũng tốt. Giờ nếu mà hai đứa có duyên với nhau á, thì bấm nút chọn nhau thì hẹn hò. Rồi tìm hiểu nhau rồi, nếu mà được thì tiến tới hôn nhân luôn. Còn nói chuyện mà không được thì hỏi bấm luôn ha. Đó là do em gái em quyết định. Theo em thấy anh này được không? Dạ được. Cho anh mấy điểm? Dạ em cho 7 điểm. Vậy cũng rồi, được rồi ha. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với chị của em với em gái. Dạ em chào anh Việt Linh và chị Cát Tường và khán giả ở đây. Em là em gái đồng nghiệp với lại anh Vinh. Anh Vinh thì trong công việc rất là thẳng thắn, công việc là công việc và tình cảm là tình cảm. Em thấy chị gái bên đây cũng rất là tốt, cũng rất là hợp với anh Vinh. Em hy vọng là hai người sẽ hẹn hò với nhau và sẽ tiến tới hôn nhân sau này. Rồi cảm ơn em. Thôi cho hai người này gặp nhau đi, đủ bản lĩnh để nói chuyện với nhau rồi đó. Rồi cháu mang bắt bẻ gì đó bắt đi. Rồi. Ồ bình thường em thấy anh xây ghế rồi, bữa nay anh không xây. Coi ơi. Bẻ nữa. Bắt bẻ nữa. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Đúng 24 vòng luôn nha. Em cũng hiểu ý nghĩa đó, anh giải thích cho em đi. Trùng hợp lắm rồi, anh nghĩ anh 24 tuổi, anh mua 24 cái. Mà không ngờ trùng hợp với em luôn. Đó là duyên đó em. Duyên á chị. Mời ăn chú chiên đi em. Chút xíu rồi ăn luôn. Về mua cái chú chiên của mẹ rồi về hai đứa đi vòng vòng rồi ăn luôn chứ. Giống như em nói là mua hết hàng nha, mua ít thì em không bán chấp rồi. Nhận. Chịu đầu tư. Anh thấy em sao? Thì anh nhìn vậy là thấy cao hơn 55 rồi. Anh cao bao nhiêu? 1m73. Tóc thì xõa ngang vai, như vậy là vừa rồi. Anh có mấy anh em? Một anh trai, hai chị gái rồi tới anh. Là anh là con út quá à? Chính xác. Nhưng mà em yên tâm về vấn đề làm dâu. Anh thì không có vấn đề làm dâu. Lên Sài Gòn anh học là 4 năm 7 tháng. Sao ông nhớ từng năm từng tháng luôn vậy trời? Tưởng nó học xong 9 tháng 10 ngày mệt à. Hiện tại bây giờ anh đang ở đâu? Hiện tại là anh đang ở bên đường Lê Văn Lương của quận 7. Buổi tối em cũng có đi làm. Thì một tuần chắc gặp nhau một ngày, hai ngày là quá rồi. Em đi làm về sớm á, thì em gọi anh qua chở em đi chơi được không? Được, nếu như một tuần anh sẽ cố gắng được cho em hai ngày.
Là hiện tại là giờ giấc làm việc anh là như thế nào? Giờ giấc làm việc của anh là từ 2 giờ chiều tới tầm 10 giờ 10, 11 giờ. Vậy giờ đó đi chơi cũng được. Thì giờ đó anh có thể xin về, có tại vì có hẹn rồi. Mình em phải có một cái lý do. Em không có quan trọng là phải đi chỗ này chỗ kia. Nói chung là hai đứa đi vòng vòng nói chuyện tâm sự rồi rồi. Được. Giống như bữa nay anh hồi sáng anh đi mà ngày hôm qua anh Trường Hào anh nói: anh ơi, ngày bữa nay em đi ghi hình bên bạn muốn hẹn hò, chắc em vô quán hơi trễ. Hỏi trễ là mấy giờ? Kêu khoảng hơn 3 giờ. Em nói thôi đi chơi luôn đi, chiều dẫn về đây ăn luôn, anh lo. Gia đình em đó, nó có cái tục lệ là ai vô nhà em phải chào xưng. Mà nhà em chắc cỡ mười mấy người, là anh nhóm anh có chịu nổi không? Là ăn uống thì mình gom hết lần một mình đi thôi. Anh có là ok đúng không anh? Anh có tiền tài trợ đó mà. À dạ được. Thêm được mấy lần nữa không? Được. Tiền bạc anh có thoải mái không? Có. Em là tính em keo rồi đó, nên em muốn tìm người nào mà thoải mái xíu để chứ hai người mà cùng keo chắc đi chơi chắc người ta không dám đi quá. Nói về tiền ăn uống nha, hay là đồ đạc sắm sửa để đẹp thì anh không bàn cãi vấn đề đó về của cái người phụ nữ. Người phụ nữ phải biết chân diện mới đẹp chứ, mà đẹp cái đó đẹp cho ai? Ví dụ như em đồng ý em đẹp cho ai, đẹp là đẹp cho anh, đúng không? Ra đường người ta nói em rồi vợ Vinh hôm qua thấy bận bộ đồ đẹp quá, hay là tóc tai rồi thấy ngay ngắn rồi chứ không lẽ kêu vợ người khác. Vấn đề đó là ok, không bao giờ anh bàn tán về vấn đề son phấn. Nói cho anh vui là em không có về tốn tiền về mấy cái chuyện làm đẹp đó, anh yên tâm. Ủa sao nói về chuyện ăn uống tiền bạc không vậy? Nói hoạch con cưới con cái rồi đi. Anh thích mấy đứa? Dù trai hay gái đối với anh chỉ một là đủ. Một thôi hả? Em tưởng là anh chơi nhiêu em chơi nhiêu đó. Thôi nè, nói liền câu này cho bắt tay liền cái đi. Cho anh cơ hội mua chú chiên của mẹ được không? Cái đó là chắc được rồi. Bây giờ thì chúng ta đủ để có thể xem xét lại trái tim mình có rung động thật sự không. Đừng vì chú chiên nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. Một, hai, ba. Hai bạn nắm tay nhau đi. Mình lớn rồi. Đúng rồi. Ăn nhà hàng nhớ xách bịch về cho anh về Tường được rồi. Rồi gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 đến chiến thắng. Các bạn có thể có một không gian thật lãng mạn để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn phần quà của Fumagol, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Và quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Quà tặng của bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệm Đồng Phú. Bình thường em thấy là quay mấy kia anh còn kêu ép hôn đi hôn đi, mà anh không xây ghế giờ anh còn không kêu hôn nữa. Thì tự động em thôi. Tự dán sát văn. Bị dán luôn. Thấy ta phân bì chưa? Không phải, thường á là mấy cặp kia ta nhát. Nhát quá, cái này dạng quá. À, tụi em á là đủ bản lĩnh rồi, thành ra anh để cho nó tự nhiên hơn, hiểu không? Dạ hiểu. Không được chưa? Dạ rồi. Thấy sao? Vui lắm. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ thông báo tin vui chúng tôi càng sớm càng tốt quý vị nhé. Chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xem họ có duyên với nhau hay không. Xin mời. Thả màn. Em rất là chịu ngọt. Biết anh thích ăn chè mà. Tóc tai gọn gàng. Tóc tai quá gọn. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu đâu mà. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, trước tiên em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Bích Ngọc. Năm nay em 23 tuổi, quê em ở Long An. Ngọc đang làm công việc gì Ngọc? Dạ, em là giáo viên mỹ thuật. Em đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, quê ở Long An nhưng mà làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở chỗ nào? Dạ, em dạy ở quận 4. Dạy quận 4, làm cô giáo, dạy mỹ thuật, hay quá. Rồi, mời chàng trai bên kia. Xin gửi lời chào thân thương đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và toàn thể các vị khán giả bên đây.
và bạn ở cái bên kia rèm. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Đức Huy. Hiện nay, hôm nay em 27 tuổi. Em đang làm việc và sinh sống tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Huy? Công việc của em thì là về bên giám sát kỹ thuật thi công bên điện. Quê mình ở đâu em? Dạ, em thì sinh ra thì ở một nơi là không khi nào mà người ta sẽ đói, đó là Chợ Gạo Tiền Giang chị ơi. Có người yêu chưa? Dạ, có người yêu rồi, đến đây làm gì nữa anh? Không, mình hỏi trước đó đó. Trước đó thì em chưa có người yêu. Có mối tình dắt dai nào chưa? Tại thì em vẫn một mình một mã thôi. Là hồi đó giờ chưa quen ai hết đó, hả? Dạ chưa chị ơi, ế quá rồi, mấy giờ mới tìm đến chương trình để giải ế thôi chị. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì mình giới thiệu cho anh bên kia nghe, ảnh chưa có mối tình nào. Dạ cho em nói khuyết điểm em trước rồi. Đi khuyết điểm của em là thẳng thắn, không thích sự thay đổi. Nhưng mà em đi làm hay là đi đâu á là chỉ biết đường về nhà tới trường thì thôi, em không có đi đường khác, không rất là dở đường. Còn về ưu điểm của em là rất là lạc quan, thích chia sẻ và biết nấu ăn. Mình có bạn trai chưa em, có mối tình nào chưa? Dạ em có một mối tình chính thức là khi em còn đi học. Khi ra trường thì mỗi người một hướng rồi. Mình quen được bao lâu? Dạ 2 năm, khi lớp 11. À, là lúc còn nhỏ là lớn lên rồi ra trường rồi chia tay thôi. Dạ. À, bây giờ em mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào? Em mong muốn kiếm một người bạn trai là bạn đó cao trên 1m6. Rồi, cao hơn luôn. Có không? Có. Người thì to cao hơn em, tại vì em nhỏ con nên thích người to cao. Cao có, to có luôn. Rồi anh bên đó có ưu điểm khuyết điểm gì cũng phải cho bên này người ta biết chứ. Ưu điểm của em thì em là người hòa đồng vui vẻ, giao tiếp thì rất là tốt. Còn khuyết điểm của em á thì em là người hơi nóng tính. Khi mà hồi hộp á thì em đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó đúng rồi, đây đây đây. Cái gì mà cứ hoài vậy? Bên đây em trai hơi hồi hộp chút xíu, căng thẳng chút xíu. Bây giờ muốn lấy vợ chưa? Cũng muốn rồi chị, mới tham gia chương trình đó chị. Khi mà em căng thẳng á, em hay làm gì? Em nếu mà căng thẳng thì em muốn hay ca một hai bài. Ồ, một vài bài. Ca đi, ca cho đi, nó ca đỡ đi. Căng thẳng nào. Đứng lên biểu diễn đàng hoàng em cho nó thoải mái lên. À, em xin hát bài Về Giữa Mấy Nhà. Người ơi mau về đây, bê bên bếp phòng, tay cầm tay, cười lên trang chứa cho niềm vui nhân ngày đêm này. Về đây ta tìm nhau mấy mùa nhau. Trời ơi, trùng quá em hồi hộp quá nên đứt gánh vô đường anh đó. Cũng còn căng thẳng nữa. Em hát xong em hết căng thẳng, bên đây cô gái này cô căng thẳng. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Tuy mà khó tính nhưng mà em cũng chọn người thật là đơn giản thôi chị. Tính tình dễ thương. Em rất là chịu ngọt thì người đó ngọt với em là được. Chưa, tôi biết anh thích ăn chè mà. Có gì nữa? Tính tình không ki bo. Không ki bo. Có cái điều gì mà em không thích ở người đàn ông không? Em không thích bạn nam cờ bạc với nóng tính. Bên đó anh nóng tính cờ bạc có không em? Dạ không chơi. Nóng tính hơi có. Mà giờ em nhìn đi, anh này anh hiền khô à. Dễ thương lắm, em nhìn thì bao nhiêu đó. Anh này nóng lên chắc anh ấy không có nói nữa nha. Ngoài cái cờ bạc, cái nóng tính ra còn cái điều gì nữa không? Hay là mặt mày em thích làm sao? Tóc tai mặt mày tướng tá. Người gọn gàng là được, với là đơn giản thôi. Gọn hả? Gọn gàng là gọn gàng cái gì? Tức là tóc tai gọn gàng. Tóc tai có gọn gàng không? Tóc tai quá gọn. Rồi. Em có hình mẫu lý tưởng không em? Dạ, hình mẫu lý tưởng của em là Huyền Linh ạ. Cũng giống lắm mà nha. Vậy cũng được. Được. Tóc tai phải gọn gàng nha. Ủa? Trời ơi, gọn à. Gọn quá gọn. Hơi gọn lắm á. Sao đổ mồ hôi dữ vậy anh? Nãy em giới thiệu mà chị. Căng thẳng là rất là công việc. Yên tâm qua cái vấn đề đó em. Đổ mồ hôi rất là nhiều. Nhưng mà nói thiệt là anh có thích phụ nữ không? Dạ, thích chứ gì. Thích hả? Phụ nữ không thích, thích sao? Thích mà sao từ đó giờ không lẽ đi làm không có để ý được một cô nào? Vẫn có, em để ý nhiều nhưng mà không dám cua thôi đúng không? Không, vẫn sự khởi đầu nan mà gian nan bắt đầu nản rồi chị ơi. Khởi nản là sao? Cô gái mà nản là sao? Không có kiên nhẫn. Bây giờ cô gái này là cô nhỏ hơn anh nè, cô mới 23 tuổi thôi. Mà nhỏ thì người ta ví dụ như là nhõng nhẽo nè,
Người ta thích là đưa đi ăn, đi chơi, ví dụ lễ Tết phải có quà, có bánh, có đồ kia. Nhưng mà nhõng nhẽo thì em nhõng nhẽo lại. Không, này em nhõng nhẽo chắc dễ thương lắm rồi nha. Em nhõng nhẽo sao đây, em làm coi thử coi. Thôi anh không chịu đâu hả? Không chịu đâu. Thôi mà anh không chịu mà. Thôi đừng dậm, đừng dậm. Vậy chắc chết quá. Không chịu phải chịu. Phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ. Phải kiên trì chứ. Cố gắng nha. Dạ. Chùi mồ hôi bớt đi, để hồi nữa người ta nhìn mặt cái mồ hôi không à. Nhiệt tình. Nhìn nó thấy ghét lắm à. Cha, gọn gàng nha. Để anh Quang coi đàn gái sao nha. Gọn. Bình tĩnh nha. Để coi. Ô, chào em gái, dễ thương quá. Anh bên đây thì anh hiền lắm. Chỉ có hơi nóng tính chút xíu, em có nhắm làm anh nguội được không? Dạ không, tại vì em cũng, đôi khi em cũng nóng tính lắm. Ngày xưa em cũng nóng tính nhưng mà bây giờ cái môi trường công việc của em thì nó không có cho phép. Đúng rồi, cô giáo đâu được nóng tính được. Em thích đàn ông bụng bự bự chút không? Dạ, dạ được. Bụng bự hay tốt lắm, bụng ta tốt bụng đó. Dạ, không có quen đâu. Em hình dung anh này như thế nào? Thử tưởng tượng coi. Em nghĩ là anh đó mặt tròn, bụng bự, cao hơn em. Dạ, em nghĩ là vậy đó. Dắt qua thứ 6 đó. Được á, anh thấy được. Chắc người tình trong mơ rồi đây. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em đi với các thầy cô trong trường, thầy hiệu trưởng với chị gái của em. Mười mấy người. Trời ơi, đâu đại diện họ nhà gái đâu à, cho xem cái. Mười mấy người. Quá dữ. Gặp thầy hiệu trưởng rồi, tình hình sao thầy? Dạ, xin chào hai MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Thì xin hỏi bạn trai chút, bạn trai trong gia đình bạn trai có ai là giáo viên không? Dạ thưa thầy, ba con làm giáo viên. Dạ ba con cũng làm hiệu trưởng. Cô. Nếu gia đình bạn là nhà giáo thì tôi nghĩ là thứ nhất là về gia đình thì mình đã hợp nhau. Thứ hai nữa là qua tính cách của bạn thì mình thấy là bạn là người con trai hiền. Tôi thấy là hai bạn cũng có những cái tính cách hợp nhau. Cho nên bây giờ tiếp tục hai bạn cùng cho một cơ hội. Tôi mong rằng hai năm nữa như Ngọc nói thì được dự đám cưới của hai bạn. Điều đó là quá hay. Cảm ơn thầy. Cho anh hỏi thêm ý kiến của chị gái đi. Thì em thấy anh em bên đây thì cũng hiền, nhìn cũng thật thà. Nhưng tánh Ngọc thì nhìn bề ngoài thì nhìn trẻ con. Nhưng mà là một người rất biết suy nghĩ, biết quan tâm tới mọi người. Nhưng về vấn đề tình cảm thì em ấy rất là nghiêm túc. Nên mong là khi mà hai người tiếp muốn tiến tới với nhau thì phải ngoài vấn đề là phải là anh này phải thật là có tính kiên nhẫn, phải là nghiêm túc trong tất cả các mối quan hệ. Nói gì với chị đi? Đó, chị chê cái vụ kiên nhẫn rồi kìa, hứa với chị đi. Thì nếu mà được có cơ hội á thì em sẽ cố gắng kiên nhẫn hơn. Dạ, cảm ơn chị. Mong là em nói được làm được. Dạ. Quy đi với ai Quy? Hôm nay em đi với em họ, mấy người bạn. Em họ? Dạ. Em họ thấy chị dâu tương lai bệnh sao? Dạ, trước tiên cho em gửi lời chào tới hai MC và các bạn ở đây. Và chào chị gái đó. Tính anh Huy thì cũng hơi nóng tính với lại cũng hiền lắm. Thì em thấy chị gái bên đây thì cũng dễ thương. Mong là chị có thể thay đổi được cái tính nóng của anh Huy. Thì em chỉ biết chút là anh chị tạo cho nhau một cơ hội để có thể tiến tới về sau này. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ chuẩn bị nha. Rồi. Bắt đầu nhà trai qua coi mắt nhà gái nha. Lau mồ hôi sạch rồi đó. Bắt đầu. Em cảm thấy anh thế nào? Em thấy anh hiền nhưng mà tại sao anh lại nóng tính? Em thì người thường người ta hiền, nhưng người ta sẽ điềm đạm. Lúc xưa anh đi làm, hồi chưa đi làm thì anh tính cũng rất là nóng. Nhưng mà khi đi làm rồi á thì cái nóng đó mình vẫn kiềm chế được. Chứ không cái gì cũng phải là nóng tính mới giải quyết được. Lâu lâu mới nóng một lần thôi. Chừng nào bị điện ấy mới nóng thôi, gần điện mới nóng thôi. Chứ thấy mặt này đâu có nóng nổi đâu. Vậy khi mà anh nóng tính anh sẽ làm gì? Nóng tính thì anh khi có thể là anh im lặng không nói gì. Thôi ôi, ý em hỏi là nóng tính anh có hành động nào không? Không, hồi đó giờ anh chưa hành động đồ gì á. Đã có chửi rủa. Cũng có chửi. Nhưng mà trong công việc nóng nhất là chửi sao? Thử thể hiện cho cô biết để cô tính chứ. Làm không được nghỉ hết đi. Hả? Làm không được thì nghỉ hết đi. Làm không được nghỉ hết đi. Nóng lắm đó hả? Dạ. Thấy chưa? Không có nóng được đâu.
nói vậy thôi chứ nhìn gương mặt là em mắc cười rồi, càng nóng càng mắc cười á. Thiệt mà, mày hề hước lắm á. Nếu hẹn hò thì hẹn sao? Em thích gì nói đi, em thích đi chơi đâu hỏi đi. Sở thích em thích nó có đi du lịch được không? Dạ có, em đi du lịch. Anh cũng thích đi du lịch. Dạ. Khi nào rảnh rảnh em mời em đi chơi một bữa đi, nói đi. Khi nào có thời gian rảnh thì anh có thể mời em một chuyến du lịch gần ở đây thôi, gần ở Sài Gòn thôi. Gần Sài Gòn hả? Đừng nói mời đi sở thú nha. Cũng tính dự định đó anh. Hả? Tính dự định đó. Trời ơi. Bây giờ em tiến tới ha, hát bài nào đó tình cảm tặng cô ấy, nắm tay cô ấy hát để cô cảm nhận cái tình cảm của mình coi. Nắm tay cho truyền điện thế nào, điện làm thử điện mà. Tiến tới từ từ đó. Thì ơi, gửi em một bài hát. Thôi bắt đầu, nhìn cổ hát coi cổ cảm nhận tình yêu thế nào. Vì sao anh nhớ em thế này, nhung nhớ đông đầy trong lòng mặn. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà sao nhớ như vậy, em hỏi em có hiểu có hay. Bây giờ hai bạn nhắm mắt lại cảm nhận xem trái tim mình nó có rung động chưa nha. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời em. Sao không bấm gì em gái? Em xin lỗi vì tại vì cái cảm nhận ban đầu nó không, anh nói là anh nóng tính, tính em thì em thích người nóng tính. Nóng, đâu có nóng, nóng đâu. Bây giờ anh nói có nóng mà. Hay là tại che anh bụng bự? Vậy không, em ngoại hình em không quan trọng, em quan trọng là tính cách thôi. Nếu mà em cho anh cơ hội mà sau này em không có làm được giống như vậy thì sẽ càng cho anh một, để cho anh một có một cơ hội khác, sẽ có những cái bạn tốt hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm được người yêu thương của mình nha. Áo cưới hình đôi bồ câu căng vân vân. Quên lại. Ba câu gửi á. Quên lại. Bốn câu mà mới có ba câu gửi à. Người đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Váy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái. Hôm nay Tường sẽ kết nối cho cặp đôi như thế nào đây? Họ sẽ có những chia sẻ về câu chuyện cuộc đời họ như thế nào? Xin mời quý vị hãy bắt đầu theo dõi chương trình ngày hôm nay. Rồi, mời em gái. Rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước về những thông tin của mình nha. Mời bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và cũng như xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Quế, năm 1985, quê quán ở Tây Ninh. Quế đang làm công việc gì? Dạ, trước kia thì em chạy xe chở ship, nhưng mà hiện tại thì mới nghỉ đây. Hiện tại thì đang mua một chiếc xe tải, đang đi bán trái cây, đi giao trái cây cho người ta. Là hồi trước là mình làm tài xế để mình chở chở sếp. Dạ. À, rồi bây giờ là nghỉ, nhưng vẫn làm nghề tài xế, mà giờ lên chạy xe tải. Dạ, tại vì muốn ra kinh doanh riêng cho mình. Trái cây là trái cây mình chở cho người ta hay là mình tự kinh doanh luôn? Đi vô vườn lấy trái cây về bỏ cho người ta kinh doanh. À, mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào em? Ở Dĩ An, Bình Dương. À, Dĩ An, Bình Dương là cũng gần thành phố đúng không? Dạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em tên là Bạch Ngọc, em là giáo viên mầm non, sinh sống làm việc ở quận Thủ Đức luôn. Gia đình em thì cũng có 8 chị em gái, với lại còn 8 chị em gái. Em thứ mấy? Em út. Em là út. Rồi mấy chị gái là lập gia đình hết chưa? Mấy chị gái lập gia đình hết rồi. Còn một mình em nữa thôi đó phải không? Nên là hiện tại là em sống với mẹ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi cưng? Em 83. 83. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Dạ. Chịu câu này không? Dạ chịu. Bây giờ em giới thiệu xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là quan tâm đến người khác và chăm sóc gia đình. Rồi. Rồi luôn chủ động trong cái công việc. Còn cái điểm yếu của em là có đôi lúc có cái lời nói của em đối với lại những người thân quen thì hơi thẳng thắn, nhưng mà tuy nhiên với nó vẫn nhẹ nhàng nhưng mà không có xúc phạm tới người khác, chỉ là thẳng thắn để cho hiểu nhau hơn thôi. Dạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nó cũng lâu lâu hơi hay quên. Hay quên. Dạ. Thôi những cái đó là cũng những cái trời ơi giờ ai cũng vậy, nhiều khi công việc nhiều quá là mình cũng quên, quên tạm thời thôi. Dạ. Chứ cái gì cần nhớ là nhớ đó dai, phải không? Đó, phụ nữ hay vậy tôi biết mà.
Rồi vậy còn bạn vui lên, trời ơi hẹn hò các bạn gái sao mặt buồn so vậy? Phải gung 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 gì mà gung. Rồi sao điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm gia đình, chăm sóc cho gia đình vợ con. Một cái đam mê của em là đam mê ca hát với là âm nhạc. Làm một đoạn liền đi cho bớt gung rồi nói tiếp. Mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn quàng vàng. Quên lại ba câu rưỡi á. Quên lại bốn câu mà mới có ba câu rưỡi à. Có kế hoạch đám cưới chưa? Dạ có. Bao lâu nữa? Bạn bên kia cho cơ hội để làm quen thì hai người tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy hợp với nhau thì sẽ tiến tới. Rồi thế bên đây em sao? Tình trường bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có quen, nói chung là hồi lâu rồi có quen một anh đó, nhưng mà sau đó thì vì cái tính tình cũng không hợp nhau á nên là chia tay. Chia tay rồi sau cũng có người thích em nhưng mà em cảm giác là không có đến được nên là không có tìm hiểu, từ đó tới giờ là vẫn chưa quen ai. Là rốt cuộc là có một anh. Một anh là em cảm thấy là sâu sắc trong đó. Quen được bao lâu? Cũng mấy tháng thôi chị. Có mấy tháng thôi, làm sao sâu và sắc? Không phải, nhưng mà tại vì cũng hai bên gia đình biết nhau nên là cũng dự định là tiến tới hôn nhân. Đó nên mà vì... Tại sao chia tay? Chắc cũng có một số hiểu lầm nhau mà anh đó ảnh kiểu như là không tiện để nói ra. Ví dụ cụ thể cái hiểu lầm gì? Về những cái công việc của ảnh, thời gian không dành nhiều cho mình. Rồi. Ví dụ như những cái ngày lễ thì những cái người hay quen nhau thì sẽ đi cùng nhau, là có những cái lời nói gì đó. Nhưng mà trong đây thì em cảm giác như là không có những cái đó. Rồi em hỏi ảnh. Em hỏi ảnh. Rồi ảnh im lặng. Thì ảnh im lặng. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Thì cũng mấy năm rồi chị. Trời ơi, cô gái dễ thương như vậy mà bao nhiêu năm trời, chỉ có một mối tình có mấy tháng thôi mà còn chưa được trọn vẹn nữa. Còn em thì sao? Dạ em có hai mối tình này chị. Hai mối tình, kể nghe coi. Mối tình đầu tiên là người vợ em. Ồ, có vợ rồi hả? Dạ em có vợ rồi. Có con dạ, chưa? Dạ có rồi chị. Mấy tuổi? Đứa lớn, nhỏ gái lớn là 15 tuổi, đứa trai nhỏ 13 tuổi chị. Hai đứa con 15 với 13. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao dữ chú. Đó, mới 19 tuổi lập gia đình. Trời đất ơi, rồi chia tay vợ bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Ở nhau được bao lâu? Ở chắc tại vì đẻ con cái năm 1 á, nhưng mà ở nhau chừng khoảng 2 năm gì đó là ly dị rồi. Con đứa đẻ đứa nhỏ ra mới có được có chưa được tuổi là ly dị. Trời đất. Hai đứa con em nuôi luôn? Dạ hai đứa con em nuôi từ đó tới giờ luôn. Rồi hiện giờ là hai đứa nhỏ ở với ai? Em cũng có cái mẹ cho em cái đất trên nhà, có các cái nhà nhỏ kế bên là nhà. Trên Tây Ninh á? Dạ Tây Ninh á. Là hai đứa cháu ở gần bà nội? Dạ sát bà nội. Còn em là giờ em đi làm lại, em ở với Bình Dương luôn. Dạ. Rồi bao lâu về thăm con một lần? Có khi tháng, có khi nửa tháng thì lo em đi làm, nếu đi ngang em về em thăm. Còn không có việc gì đó mới về. Coi như là hai đứa nhỏ là ở nhà riêng, nhưng mà có bà nội chạy qua chạy lại với bà nội. Dạ đúng rồi chị. Tụi nó lo được cơm nước đồ này kia hết mọi thứ được rồi, phải không? Có được, đứa lớn nó lớn tự lo hết rồi. Đứa lớn là gái đúng không? Dạ. Chị gái lo được cho em trai ha, thôi cũng ổn rồi. Hai đứa nhỏ nó có ý kiến gì về việc em tiến thêm bước nữa không? Dạ không chị, đứa nhỏ hồi năm rồi còn đi học mà năm nay mới nghỉ hồi năm rồi luôn chứ. Ủa sao chị nghỉ học sớm tại vậy? Tại vì em cho đi học thì không chịu đi học nữa, kêu giờ nghỉ ra làm, kiểu nghe bà nội với lại sớm nói kêu để đi ra làm tự lập tự lo cho cuộc sống này, cho ba tự kiếm cuộc sống riêng của mình, cứ lo từ nhỏ lớn lên giờ. Trời. Ý kiến nó vậy cho nên nó không chịu đi học, nó lo cho con không đi học được. Con muốn vậy đó, nó muốn tự đi làm kiếm tiền chứ nó không cần ba nuôi nữa. Dạ. Còn em còn đi học. Dạ em còn đi học. Ô ráng lo cho con nhỏ đi học hành nha. Con gái thì tới đó cũng được nhưng mà thằng trai ráng cho nó học hành ít nhất tôi tốt nghiệp 12 rồi đàng hoàng nha. Dạ. Đừng để con nghỉ học nữa nha. Dạ. Rồi mối tình thứ hai. Vậy mối tình thứ hai quen chia tay đây cách đây cũng 2 năm rồi. Quen được bao lâu? Quen cũng khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó, cũng như làm ở Bình Dương luôn. Người đó thì quê ở Hà Tĩnh. Nhưng mà đi vào Bình Dương làm công nhân. Rồi trong thời gian quen tìm hiểu ở đây thì hai đứa quen nhau, về tới về quê ngoài Hà Tĩnh ngoài thì gia đình không chấp nhận, gia đình kêu nếu như mà chấp nhận hai đứa đến nhau thì vẫn chấp nhận, nhưng mà với một điều kiện là con em cứ giao cho nội hay là giao cho ai cũng được, còn nếu mà em nuôi là người ta không đồng ý, cho nên là có nghĩa là người ta đồng ý gả con gái cho em với điều kiện là em phải giao con cho bà nội nuôi. Dạ. Còn em mà nuôi con thì là người ta không gả. Dạ đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tại bên kia cũng có đứa con trai cũng lớn rồi, với lại bên nhà người ta không đồng ý nữa, người ta nói là bên đó cũng gãy đổ luôn, cũng có đứa con trai riêng nữa. Dạ. Nghe hoàn cảnh của ảnh trước tiên em thấy sao cái đã, cảm nhận như thế nào? Thấy hoàn cảnh của cái anh bên đó thì cũng hơi buồn. Dạ, buồn, nhất là buồn cho hai đứa nhỏ.
Vì bản thân em á là dạy về mầm non nên là tất cả cái gì á là về tốt nhất là em đều dành cho trẻ hết. Nếu như mà không cái sự việc mà giữa hai người lớn mà không quá đến mức độ mà để ly dị á thì cũng không nên lắm. Tại vì bây giờ nó thiếu thốn tình cảm á. Mà giờ ở xa cha xa mẹ nữa thì không biết cái tình cảm người bé nó như thế nào á. Thành ra là cũng buồn cho bên đó. Thì thật ra cũng may mà ảnh cũng có cái điều kiện ổn định, cũng có được cái nhà cho tụi nhỏ yên ổn để ở. Thật ra cũng có bà nội kế bên thì cũng không đến nỗi nào, cũng chạy ra chạy vào. Chứ thật ra đàn ông dù có sâu sát cỡ nào gà trống nuôi con mà cũng không thể bằng cái sự chăm sóc của người mẹ được. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ về cái việc tình cảm ha. Thế bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cũng muốn tìm người bạn trai thì cũng độc lập, bao dung, với lại biết chăm sóc gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Ngoại hình thì chắc cao trên 1m65 là được. Rồi, vậy còn em? Dạ, em cần tìm một người phụ nữ hiểu về hoàn cảnh của em, biết thông cảm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình là được rồi chị. Thế còn cái bề ngoài hay là mọi cái thứ em không quan tâm đến chị. Mà... Có hình không em? Cho coi hình coi nè. Trời ơi, đứng sắp lớp vậy đó hả? 2, 4, ủa sao mới có 7 vậy? Đó đám cưới chị Chính em. À, cho nên cô dâu không có mặt ở đây. Đó, một vàng đó, 8 cô tiên nữ, ủa quên 7 cô tiên nữ. Đây, 3 chàng trai chọn một chàng. Tìm đi, coi cô gái ấy là ai, cầm lên, cầm hình lên coi đi em. Con gái Út nha, đó, Út đó, với 6 bà chị, ảnh là ai? Em nghĩ nè. Tại sao chọn anh đó? Tại em thích người hút thuốc. Không thích người hút thuốc, vậy sao không chọn anh giữa? Không, anh giữa em nghĩ là ông sếp của ảnh. Ông sếp của anh hả? Ủa cái này đi uống cà phê với bạn bè đó. Rồi vậy là chỉ à, chỉ anh áo xanh ngồi bên tay trái bên đây chọn ai? Cái này cũng được. Cô áo trắng phải không? Rồi để xem, nhìn về cửa trái tim thì tôi sẽ mở cửa trái tim này ra cho hai bạn xem cảm nhận của mình hôm nay đúng không. 1, 2, 3 mở cửa trái tim, chọn anh sếp đi là đúng rồi. Trời ơi, em có món quà để tặng cho em. Cổ tưởng đâu cái anh áo trắng chính giữa là sếp của em. Em cũng có món quà tặng cho anh. Cảm ơn. Rồi, dễ thương ha. Xem quà quà là gì vậy cưng? Coi coi mở quà ra là gì. Này là... ý nghĩa của nó là gì? Em muốn tặng cho cái anh này là một cây viết, là khi nào mà sử dụng cây viết thì nhớ đến em. Và trong đó là có kèm thêm hai cái lục viết nữa, ví dụ như là lúc mà hết cái thì mình có thể thay vô để mà tì hao. Rồi, còn cuốn sách? Còn cuốn sách này là nói là đời mình còn dài nên là không có gì phải hoang mang. Thành ra là có những cái câu chuyện nhỏ trong đó. Sao nó trùng hợp với hoàn cảnh của anh này vậy ta? Đời còn dài lắm, cứ từ từ bình tĩnh sống nha cưng nha. Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn sẽ có thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời hai bạn thưởng thức món đu đủ gỏi Thái nha. Nhìn rất là hấp dẫn, trang trí bắt mắt. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Yeah. Ít phút nữa thôi chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh mời em. Mời anh. Em ở Thủ Đức, ở ngay chợ luôn hay ngay sau chợ em? Dạ, ngay chợ Thủ Đức luôn. Chợ. Sau luôn Bưu Điện á. Bưu Điện Thủ Đức. Chợ đó, chỗ đó anh cũng biết, tại mới đi ngang hồi nãy đi ra đây cũng biết đường đó, nhưng đường đó hoài. Không biết. Em đi dạy chắc là chủ nhật em được nghỉ đúng không? Em dạy bên trường của nhà nước nên là thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nếu như mà tiến tới để mà có cái một cái kế hoạch gì đó thật sự á cho cái tương lai á thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như bây giờ đã có hai bé rồi thì bây giờ tiến tới thì gia đình nào cũng phải cần có em bé, thành ra là anh sẽ nghĩ chuyện đó như thế nào? Vì cái lúc mà anh ly dị xong, hồi còn sống với vợ á thì ở chung với mẹ, nhưng mà khi ly dị xong anh hai đứa nhỏ anh cũng cố gắng anh làm cái nhà riêng để cho hai đứa con ở, là cái dự tính của anh sau này nếu có lập gia đình á thì một là anh sẽ ở Bình Dương, thì anh làm Bình Dương đang quen công việc Bình Dương rồi, còn hai là có thể là tùy vào cái hoàn cảnh ở lúc sau khi lập gia đình, còn con cái thì anh cũng như là có chỗ để cho nó ấy ở rồi. Cái công việc của anh á thì có đi cái xe tải đường dài hay không? À không em, tại anh đi lấy hàng dòng ở Đồng Nai với ở miền Tây, mình về giao lại cho mấy cái mối bằng hàng ở chợ Dĩ An rồi với dòng dòng để thiêu rồi thôi, dòng gần nhà không. Vậy sao công việc thì anh thích làm cái gì? Anh đi làm về anh chỉ có một là anh thiêu, anh gắn tranh đá lên, gắn tranh đá theo tường á,
Còn không thì chỉ nghe nhạc với hát nhạc thôi. Với lại nếu mà thời gian rảnh, nhưng mà thời gian của anh thì ít rảnh lắm. Tại vì lý do là lúc trước đi chợ ship cũng sáng đi sớm tới chiều mới về, 8 giờ mới về. Hiện tại bây giờ đang đi đi giao hàng thì cũng khoảng 5 giờ sáng anh đi rồi. Rồi đi về tới nhà thì cũng tầm khoảng 9 giờ mấy gần 10 giờ. Vậy ví dụ như có một cuộc sống mới nữa thì anh sẽ chăm sóc cái gia đình anh như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp công việc như mình có quen một cuộc sống mới á. Tại vì cái thời gian buổi trưa của anh đi giao hàng á là sáng anh đi 5 giờ. Nhưng mà nếu cái thời gian mà trưa anh đi một mình á, cho nên là nếu anh còn giao hàng còn dư lại á, thì anh mới là đi bán lẻ ra luôn. Còn nếu như mà có gia đình thì sắp xếp cái công việc cái trưa. Tại vì bữa trưa mình vẫn ở nhà, chỉ là chiều mới về thì về sớm, giao hàng mới về sớm. Cái cuộc sống của anh nãy anh chia sẻ cũng vậy rồi, thì nếu được em thông cảm, em hiểu được thì em cho anh một cái cơ hội để bước thêm một bước nữa. Cái thời gian ở đây mình nói chuyện nó cũng không có được nhiều, nó không hiểu được hết. Nhưng mà được thì em cho cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Với lại về khi mà anh đi làm với những cái về mà những cái công tác xã hội á, thì anh có thích tham gia không? Nói thật lòng thì anh thích, nhưng mà lại thời gian nó không có để đi. Như đi hát hò đồ thì mình thích hát hết đồ vậy thôi, chứ còn đi ngày rằm hay ngày 30 đồ á chỉ có đi lên chùa thôi, chứ cũng không có đi sắp xếp thời gian để rảnh đi lên chùa thôi, chứ không có đi mấy cái hoạt động đó. Tại vì lý do không có cái thời gian để mình đi được nhiều á. Nhà em á thì cũng còn mẹ, mẹ cũng lớn tuổi, em sống với mẹ đến nay là cũng hai mươi mấy năm rồi, là cũng hai mẹ con trò chuyện với nhau là thường xuyên. Thì em muốn là có cái thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn. Thành ra là khi mà quen nhau thì em cũng muốn cái người bạn của em là cũng cùng chăm sóc với mẹ. Mẹ thì mẹ hai bên, tại vì Bình Dương với lại Thủ Đức thì cũng gần, thì mình cũng có thể thường xuyên qua lại vậy đó. Còn thí dụ tới khi mà anh rảnh rỗi thì có thể về Tây Ninh. Cái đó thì em yên tâm đi, tại vì do anh hồi lúc trước anh lập gia đình cũng vậy, anh có anh về bên vợ đó, chúng ta ai cũng quý cũng mến hết á. Tại vì cho nên cái thời gian mà để mình sắp xếp mà để thăm mẹ á, nếu mà rảnh thì hai đứa có thể đi, rảnh thì có thể đi được mà. Tại vì từ Bình Dương qua bến Thủ Đức nó có mấy cây số à, đâu có xa đâu. Rồi ra ngoài rồi mà sao nhà tới 8 chị mà bữa nay đi có 2 chị vậy, thiệt tình luôn. Mời phụ huynh của hai gia đình đại diện vào đây ạ. Đây là bên đây phải không, họ nhà gái phải không? Này chị thứ mấy? Chị thứ tám. Rồi mời chị. Bên đây chị của bạn trai phải không? Dạ. Hai chị đứng hai bên nè. Chị Tám giới thiệu trước nè, chị Tám tên gì chị Tám? Chị Tám tên là Bạch Ngọc Thùy Vi. À, chị Tám năm nay nhiêu tuổi? Chị Tám 42 tuổi. 42 tuổi, chắc cưng em gái dữ lắm, còn đứa nhỏ chưa có gả ha. Ở nhà má hay là mấy chị kia có nay có dặn dò gì bữa nay không? Dặn là Út đi, Út dù gì Út cũng cho mình cơ hội. Cho mình cơ hội. Nhưng mà giờ với cái sự hiện diện của bạn trai bên đây, chị Tám có nhận xét gì? Thấy bạn này nói chuyện nghe cũng thật, thấy hoàn cảnh bên đó là cũng là thấy thương hai đứa nhỏ. Nhưng mà gia đình mình có ngại không? Vấn đề ngại thì mình không ngại. Quan trọng là hai bạn sống với nhau hạnh phúc là ok. Dạ. Yeah. Thế còn chị giới thiệu chị tên gì đi ạ? Dạ em tên Lan. Lan, chị Lan năm nay nhiêu tuổi? Em 38 tuổi. Là chị sao của... chị họ của Quế. Chị họ của Quế. Dạ. Yeah. Rồi chị là đang sống ở với Tây Ninh hay là ở với Bình Dương? Em đang ở Bình Dương. Dạ, nhận xét về Quế thì chị thấy là Quế có những cái còn có những khuyết điểm hay là những cái tật xấu gì không? Dạ em thấy em của em thì thấy cũng ổn, tại vì biết lo làm ăn. Còn cái hoàn cảnh của em đó thì... Hoàn cảnh của em đó thì em thấy cũng thương. Bây giờ em cũng hy vọng là như là nếu mà em này thương như kiểu cho hai bên tìm hiểu với nhau, cho một cơ hội với nhau, bạn làm quen. Dạ, chị nhận thấy bạn gái này như thế nào? Thấy dễ thương, hiền. Thì em cũng hy vọng là cho em gái này, cho em của em là một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cho em một cơ hội ha. Dạ. Nhưng mà thật sự mọi sự cố gắng là cũng phải từ bạn trai. Đúng. Rồi còn chị, nói một câu với em gái mình luôn để trước khi mà hai bọn trẻ quyết định. Hạnh phúc là do bạn thôi. Dạ. Thì bạn cho bạn đó cơ hội. Tìm hiểu với nhau. Tự hai người tìm hiểu với nhau để với nhau. Em đứng lên nè, nói thế một câu sao. Em trai sao? Thì cũng hiền chứ. Thuyết phục chị vợ tương lai coi, biết đâu được. Rồi về một chị này là nói ra tới 8 chị kia lận đó. Em nói một câu thể hiện bản lĩnh mình coi nè. Hoàn cảnh của em nó cũng vậy rồi. Em mong bạn gái với lại chị gia đình của mình cho em một cơ hội để bước thêm một bước nữa. Em hứa em sẽ làm một người tốt, hoàn hảo nhất có thể. Sẽ không để cho hy vọng mất hy vọng. Thì giờ mình biết nói gì hơn, cứ ghi nhận thôi. Ghi nhận là bạn nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Dạ. Quan trọng là bạn này. Dạ. Bạn này với bạn này, hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai chị với những cái lời chia sẻ rất chân thành nha. Rồi, chúng ta sẽ nha. Tiếp tục theo dõi cái bước phát triển kế tiếp như thế nào. Đừng run nghe Út.
Rung gì Út ơi, tình yêu mà rung gì Út ơi. Gia đình ủng hộ Út không? Bây giờ mình sẽ chơi một ít trò chơi nữa nha, của chương trình dành cho hai bạn. Mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài, rồi mình đọc lớn lên yêu cầu của trong này đưa ra cho mình nha. Mời em. Rồi bạn gái đọc trước đi em. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương khiến bạn nam thật bật cười. Bình thường thì em hát cũng được, nhưng mà do mấy bữa nay á là mình thời tiết là mình giận vậy. Trời ơi, hát cho vui cho người ta bật cười thôi, có phải hát biểu diễn trên sân khấu đâu. Mời em. Đưa tay kịp lại bạn gái. Dịch corona hay tránh xa người ra, dịch này mà lây lan nhanh sẽ gieo khắm qua địa cầu. Cười chưa? Có chị. Trời ơi, có cười chưa? Tôi chưa thấy luôn á. Vui lên. Rồi đọc cái câu cho nó cho chị coi. Bạn nam hai cộng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Vậy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái, rồi hát một bài tặng bạn gái, được không? Ông quên bài gì luôn. Trời ơi, quên bài gì, ông mới qua tới đó ông quên bài gì luôn rồi. Bây giờ xin nắm tay bạn gái trước đi. Xin phép gia đình với xin phép em cho anh. Rồi, có động lực nắm nắm, phải bắt tay, nắm tay hai tay đi cho rồi cho nó chắc, đỡ run. Rồi nhớ bài hát đi. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuông ba lá, áo cưới hình đôi bồ câu, khăn quàng rằng đừng đói bác đau. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bác tiền. Trời ơi, đợt quá, đợt này được 5 câu, 5 câu rồi. Có nắm tay, có thêm động lực. Rồi, từ chỗ đi hai bạn. Rồi bây giờ, trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay, thì chị muốn hai bạn nhìn nhau một xíu qua trái tim này, lắng động lại ha, kiểm tra xem từ nãy giờ mình trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại cảm xúc của mình. Mỗi người chỉ muốn là nói với đối phương một câu nữa thôi, nói cái gì cũng được tận lòng mình. Cảm xúc hiện tại, thích hay không thích, rung động hay không rung động, cảm nghĩ gì về đối phương hoặc là bản thân mình, cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mỗi người một câu chân thành rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Rồi mời hai bạn. Trước tiên em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho hai đứa em gặp trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hồi nãy giờ tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà mong em hiểu là cho anh một cơ hội để có thêm một cái gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ không để cho em phải thất vọng về một cái gia đình nhỏ của mình. Mời em gái, em muốn nói gì không? Em cũng cảm ơn chương trình. Vậy cảm ơn chị Cát Tường đã kết nối cho những cái tâm hồn FA. Đó là qua cái tiếp xúc với anh này thì em nghĩ là anh này có cái sự chân thật ở trong đó. Thì em cũng cảm động về cái sự chân thành đó. Rồi, bao nhiêu đó là được rồi. Chúng ta hãy tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Và bây giờ các bạn hãy đến với cái giây phút này. Đây là cái giây phút mình sống thật nhất với trái tim của mình. Chúng ta bấm nút khi thật sự có sự rung động, bấm nút khi cảm thấy đối phương thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm, bấm nút khi nghĩ rằng đối phương có thể mang đến cho chúng ta một cái khoảng thời gian bên nhau tìm hiểu thật ngọt ngào. Chúng ta không bấm nút vì lịch sự, không bấm nút vì tội nghiệp, không bấm nút vì hoàn cảnh, mà phải bấm nút vì thật sự sự rung động của ta. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý có quyền rút tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian rồi, mời hai bạn về bên đây ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình, cảm ơn đã có những phút rất là trải lòng, rất là chân thành. Thưa quý vị, không biết mọi người theo dõi trên sóng truyền hình thì mọi người thấy như thế nào, nhưng Cát Tường đứng tại đây thì cảm nhận được sự chân thành của cặp đôi này. Đặc biệt Tường rất trân trọng cái tình cảm của cô gái, mặc dù là chưa một lần kết hôn nhưng mà cô ấy có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Cũng có lẽ là do tiếp xúc nhiều với trẻ con từ nhỏ nên cô có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, rất là bao dung, rất là tình cảm, và chị rất là trân trọng. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có những ngày vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Đây, bây giờ thay mặt chương trình gửi tặng cho các bạn cặp vé xem phim của rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là món quà tặng cho em để làm đẹp nhé. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Em cũng thấy là cái anh này thì đầu tiên gì cũng phải từ cái sự chân thành.
Nhưng mà em cũng hy vọng là trong cái tình yêu á, mình phải có cái sự chủ động. Nếu mình không chủ động thì cái tình yêu sẽ từ từ biến mất. Em ra là mình có gì đó mình cũng phải mạnh dạn hơn một chút xíu nữa. Quá rụt rè thì cũng không tốt lắm. Anh sẽ cố gắng, tại vì trước giờ anh ít có tiếp xúc với ở bên ngoài á, cho nên là cái sự giao tiếp của anh nó hơi bị rụt rè. Có gì anh sẽ cố gắng khắc phục. Nhưng mà anh cũng rất vui rồi, hôm nay em đã đồng ý cho anh được làm quen với em. Thì cũng cảm ơn chương trình rất nhiều. Anh có bắt buộc là người vợ phải là lúc nào cũng phải là bếp núc không? Không em, tại vì do cái công việc bây giờ, như mà đi làm thì nếu có người vợ sau này á, nhưng công việc thì hai đứa đi làm thì mỗi công việc nó đã khác nhau rồi. Thì khi mà về đến nhà thì nếu mà anh về trước, anh vẫn có thể vào bếp để nấu những món ăn này kia để cho em, chờ em về ăn. Còn nếu em về trước em có thể làm những gì đó, thì còn những gì ngon hay dở cái đó là dễ do hai mình tự khắc phục với nhau thôi, cái đó không đòi hỏi gì cả mấy. Thì anh có nghĩ là chia sẻ trong gia đình là tốt không? Cái đó thì anh nghĩ là rất tốt, thì cái bản chất anh từ xưa giờ là chia sẻ công việc gia đình với vợ con là đều làm hết, chứ không có phải là giống như người ta nói là gia trưởng á, thì đó thật sự anh không có. Dạ. Anh đều làm việc về nhà hết, như là thay thế vợ con làm việc gì hết. Đây cái vị ngon nè, nhà hàng này vị ngon, đúng vị ngon. Chút nữa xong anh có thể mời em với anh chị gia đình mình ra uống cà phê ăn gì đấy. Thì lát nữa anh nói với anh chị cũng được. Được rồi. Cứ nghe nè, mất cậy đó, bắt tay cái đi. Đừng có run, tự tin lên. Em tại giờ cứ nhát. Thôi tự tin lên, đừng có run. Trước lạ sao quen. Hai gia đình từ từ làm quen. Ngồi xấu càng. Đừng có run. Dạ, nhà mình thì rất là cảm ơn tìm hiểu. Dạ, thì trước mắt thì cứ tìm hiểu. Mình quan trọng là mình thật lòng. Hai bạn thì cứ cho nhau tìm hiểu, cho nhau một cơ hội. Cảm ơn gia đình. Đừng run, tự tin lên. Nói chuyện với con gái đi. Quá. Đừng run, tự tin lên, tự tin. Út Mai, tự tin, đừng run. Thấy đúng không? Đừng run, được nói chuyện người trong cuộc. Đúng không? Thôi kệ, hai bạn cho nhau cơ hội đi. Ha. Út Mai cũng vậy, cho bạn cơ hội. Gia đình lúc nào cũng ủng hộ. Sau lưng Út là có nguyên một đại gia đình. Cái truyền thống gia đình là đi gặp vào tất cả đều đại đình hết. Dạ, chứ dạ. Hiện giờ là mấy chuyện cũng đang coi trực tiếp. Dạ. Tiếp tục nắm tay nhau, đi với nhau một đoạn đường thật dài. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn rồi. Chương trình. Cảm ơn quý vị, rất là vui ạ. Rất là vui khi mà Tường kết nối được cho những cặp đôi, mà đặc biệt là một trong số họ có những cái hoàn cảnh đặc biệt. Thì Tường thấy là cái áp lực trên đôi vai mình rất nặng, nhưng mà Tường cũng cố gắng để kết nối, làm tròn cái trách nhiệm của mình để cho họ có thể cảm nhận và tìm ra nhau. Hôm nay thì cảm xúc rất là tuyệt vời, đúng không quý vị? Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng Son Eureka, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Nhớ đón xem và ủng hộ cho chương trình quý vị nha. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Xin cho Tường kết nối bạn nam, vị trí ô cửa màu xanh ạ. Dạ em nghe nha chị ơi. Ok. Chào chị Cát Tường nha. Rồi đợi chị nha, mình sẽ kết nối 4 bạn luôn rồi mình sẽ cùng trò chuyện với nhau nha. Rồi cô gái ở ô cửa màu xanh. Dạ em chào chị ạ. Rồi ok, ổn định rồi ha. Trước khi trò chuyện khó lắm, quay hình online khó lắm quý vị khán giả, không có đơn giản như ở sân khấu đâu, mà chúng ta phải kết nối những cái đường truyền, phải là ổn định với nhau thì mới trò chuyện với nhau được. Chào cô gái ở cửa sổ màu đỏ nè. Em chào chị ạ. Wow, trời ơi, tôi thấy rồi. À, chào chàng trai ở ô cửa màu đỏ luôn. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Thật sự, avatar của bốn bạn này, bốn cá tính khác nhau, rất đặc sắc,
rất hấp dẫn. Đảm bảo ngày hôm nay sẽ có những cái cuộc trò chuyện, những cái cuộc gọi là tranh luận chắc có thể là hấp dẫn lắm đây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cùng thấy, các tường thấy, quý vị thấy thôi, chứ còn bốn nhân vật chính này họ chưa có thấy gì nhau hết, họ chỉ mới nghe tiếng của nhau thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn ấy đoán về nhau nữa nha quý vị nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lần lượt đến với những cái video clip giới thiệu sơ lược về bốn nhân vật ngày hôm nay. Thì em chưa yêu ai ít tuổi hơn mình đó, toàn 90 với cả 89 thôi. Ngày xưa kiểu trái tơ ấy, mình làm đầu bếp đấy nhá. Nó trưa trưa, kiểu buổi trưa trưa về, nó bắt đầu mình đi làm, buổi trưa về nó cơm cho vợ ăn. Sao? Wow, tiếp tục. Màu xanh áo mới tinh khôi, màu xanh của tuổi đôi mươi, giữa muôn trùng cờ sao phấp phới. Trong tiếng hét vang oai hùng, chân đều chân vai vác súng, vẫn còn cháy trong tim tôi sau vài năm xuất ngũ. Ký ức môi trường quân đội mà tôi nhớ nhất là bạn gái đã nói lời chia tay. Nhưng làm sao để vượt qua được cảm giác đau thương này? Nếu bạn thích tôi, hãy nghe tôi kể ở phía sau nhé. Tôi là con một trong gia đình, nên chữ hiếu luôn luôn đi đầu. Tôi có thể làm mọi bất cứ một công việc nào để chăm sóc bố mẹ. Tôi có rất nhiều đam mê và sở thích như đá banh, chơi bida, bóng rổ, đặc biệt rất giỏi về giày thể thao nữa nhé. Wow. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Đàn ông là giữa trong cuộc sống và trong tình yêu thì em ghét cái từ người đàn ông lừa dối, phản bội mình. Em muốn cuộc sống của mình và tình cảm của mình nó có một cái gì đó thoải mái. Em không muốn có sự ràng buộc ở đây. Bạn nó ràng buộc với em khá nhiều nhưng mà em không ràng buộc đó. Em cho bạn đó thoải mái giữa thời gian. Nhưng mà do cái tính thoải mái quá cho nên bạn đó lừa dối em có một mối tình ngoài. Em không hề biết. Ra là do tính chất công việc của em quá dày đặc cho nên là em ít khi gọi về gia đình. Em đi trực, đi làm và đi học và em ở trọ ở ngoài, em ít về với gia đình. Những người bạn cùng đồng trang lứa với em trong thời gian học, các bạn đã kinh doanh thêm rồi, lo cho bản thân và lo cho gia đình. Còn riêng về ngành của em thì phải học tận 6 năm và bọn em suốt ngày chỉ biết ăn và học thôi chứ không có thể đi làm thêm được. Và bọn em sống trên cái đồng lương ít ỏi của ba mẹ hết. Em rất là thương ba mẹ rồi đó, chưa lo được cho gia đình, nói chung cũng hơi có lỗi chứ. Wow, rất là ấn tượng. Cây thì có ông nội, ông cố, ông nội bà nội trồng. Ba mẹ với anh ba cũng hay trồng cây. Cây chôm chôm nè, có chôm chôm thuộc, chôm chôm nhãn, chôm chôm thái nữa. Bài kia có cây seri nữa. Gà này là gà của anh ba, gà đá. Trồng bao nhiêu em cũng biết nữa, tại em cũng ít về nhà. Tại nay dịch thì em về. Thú tiêu khiển của bạn là gì? Em thì lâu lâu em cũng có hay coi đá banh, nhưng mà em coi những đội bóng không thích thôi à. Không biết sao nhưng mà xem hình á thì em thích xem sáu múi, nhưng mà về thể thao em thích coi đá banh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với từng bạn một. Bạn trai ở ô cửa màu xanh, mời em giới thiệu về bản thân mình. Chào chị, em tên là Nguyễn Bá Chiến, quê gốc ở Hải Phòng, làm việc thì và sinh sống ở trong Bình Dương. Công việc chính của em thì là quản lý nhà hàng, quản lý karaoke và một số công việc ngoài lề nữa. Mấy tháng này đâu có làm được phải không cái nghề của mình? Em cũng nghề nhiều nghề tay trái đó mà. Đâu, kể chị Tường nghe vài nghề coi. Thì em còn làm cái thiết kế nữa, thiết kế bên phòng cháy chữa cháy hoặc thiết kế bên cửa sắt đó, làm sắt đó. Vì gia đình em mở công ty sắt nữa. Thế nên là em về công ty nhà làm. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì Chiến? Đồ ăn nè, thể thao, quan tâm mình gái hơn nhiều hơn. Cứ đêm là đầu bếp, xong mới chuyển nó qua quản lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Về khuyết điểm? Là khuyết điểm ít gặp hay thức khuya vì cái chất công việc thôi. Công việc em tiếp xúc khách hàng nhiều á, ra là nhiều khi sợ người khác sẽ nghĩ là mình chơi bữa ăn chơi đi tinh á. Tiếp khách vậy có nhậu nhẹt gì nhiều không? Tính chất của em là nhậu là phải để tiếp khách ấy, nên em biết kiềm chế bản thân mình. Những lúc mà công việc em nó bận rộn như vậy thì mình có thời gian rảnh rỗi không? Rồi nếu rảnh rỗi thì cái sở thích của em là em sẽ làm gì? Ngoài công việc ra thì em dành nhiều thời gian cho bạn gái đi du lịch hoặc là đi xem phim, một số thời gian dành cho thể thao, đá banh. Vì em có một đội bóng riêng mà. Ồ, vậy hả? Bóng cho mọi người anh em trong quán, trong nhà. Quá dữ, chàng trai trẻ nè, đẹp trai nè, năng động nè, không biết kinh doanh nè, có tinh thần thể thao nè. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn rồi. Nãy giờ tôi chưa tìm thấy cái khuyết điểm nào mà ghê gớm hết nha. Gái ở ô cửa màu xanh, nghe phần giới thiệu của bạn trai em
Em cảm thấy như thế nào, có ấn tượng gì không? Chị thấy giọng bạn thì cũng dễ thương, tức lại là có lẽ là bạn trưởng thành, có công việc ổn định. Rồi bây giờ em giới thiệu về mình đi em tên là gì nè? À, em tên là Đỗ Thị Cẩm Tú, năm nay thì em 24 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em là cử nhân điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức. Em có gì em gây mê giùm chị bạn này luôn, và em đừng có hồi sức nha. Gây mê và cho mê luôn giùm chị, không có cần hồi sức nha. Cười rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em? Mà đầu dễ nói chuyện, trong công việc thì em lại thích học hỏi. Vậy còn những khuyết điểm của mình, em thấy là mình còn những cái điều gì mình chưa hài lòng về bản thân nè? Hơi ít nói, nhiều lúc em cũng hơi nhút nhát luôn. Rồi mình có cái đam mê gì không? Mình có cái tài lẻ gì không? À, em thì em thích ca hát, cover mấy clip nhảy trên TikTok đó chị. Ồ, nhảy ha. Em thích ở ngoài em coi thôi chứ không. Rồi, rất là dễ thương. Đó là sơ bộ của cặp đôi ở ghế màu xanh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi ở ghế màu đỏ nè. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh Trúc, năm nay em 21 tuổi rồi. Hiện tại là em đang học ngành y khoa. Trời, hôm nay hai cô gái của tôi, cô gái nào cũng ngành y hết trơn. À, mình kể chút xíu rõ về công việc của mình, cụ thể là mình làm gì đi Trúc ơi. Dạ, hiện giờ em còn học chị, tại vì ngành y khoa là học 6 năm lận chị. Em mới học tới năm 3 à? Mình mới học năm 3 thôi, học 6 năm là còn học 3 năm nữa. Thế trong mùa dịch này thì sao em? À, công việc của mình như thế nào? Dạ, hiện tại là em đang đi chống dịch ở bệnh viện dã chiến số 4. Em đi được 1 tháng. Công việc có vất vả lắm không Gương? Một ngày mình làm việc mấy tiếng? Dạ, công việc khá là vất vả. Một ngày thì làm từ 8 tiếng và 2 ca. Có khi làm buổi sáng, có khi làm buổi tối. Tại vì nó khá là xa nhà. Như vậy thì trong cái đợt dịch này, một tháng rồi không về nhà, mình tham gia ở tuyến đầu chống dịch như vậy, thì gia đình ba mẹ em có lo lắng lắm không? Rồi có dặn dò gì không? Ban đầu thì ba mẹ mới vô thì ba mẹ cũng lo sợ mình dính dịch. Tại vì em cũng là con gái của gia đình, cản cũng này kia. Nhưng mà em cũng nói là mình con học ngành này thì con phải đi chống dịch. Giờ mình sợ thì ai là người đứng ra chống dịch bây giờ. Cho nên là em xin đi. Và ngày nào ba mẹ cũng gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe. Tại vì hiện giờ báo chí trên đài truyền thông á, là các đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng là bị dính dịch á, hơi bị nhiễm á, hơi nhiều. Cho nên ba mẹ cũng lo. Đúng rồi. Dạ. Người dân bà con rất là cảm ơn những bác sĩ ở tuyến đầu giống như là tụi em vậy đó. Nhưng mà cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Mình phải khỏe thì mình mới giúp đỡ được mọi người nha. Cố lên Thanh Trúc ơi. Nhưng mà chị nghĩ sẽ nhanh thôi. Rồi mình Việt Nam mình sẽ là khống chế được dịch bệnh ha. Rồi. Ê, nhưng mà hồi nãy như chị coi clip của em, chị thấy có khỉ ở trỏng phải không? Dạ đúng rồi, em mê nuôi nó. Nuôi mấy con? Dạ có một con thôi chị. Dễ thương quá ha, trời, cô gái năng động ghê mà còn thích chơi với khỉ nữa. Dễ thương quá. Rồi, một tràng pháo tay cho cô bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch của chúng ta nha. Trời ơi, cười quá trời tươi luôn kìa, bạn trai ở đỏ vỗ tay cười tươi quá luôn nè. Em là người cuối cùng đó, em giới thiệu đi em trai. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em tên là Lâm Tấn Hải, năm nay em sinh năm 96 và em tầm 25 tuổi. Em ở quận 12. Hiện tại công việc của em là làm công việc là giao nhận cho một cái shop mỹ phẩm ở quận Tân Phú. Như rồi dịch này đâu có làm việc được phải không? Đâu có giao nhận, đâu có ship hàng được đâu đúng không? Dạ đúng rồi, dịch này không có làm được. Rồi hiện tại thì em sinh hoạt của em hàng ngày như thế nào? Dạ hiện tại là em ở nhà với ba mẹ. Với đôi khi trong mùa dịch này em còn có thể bán được những cái đôi giày của em sang sale á chị, để kiếm thêm có chút ra chút vô. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vui vẻ hòa đồng, em biết chơi thể thao. Còn điểm yếu của em là em còn hút thuốc nhiều với nhậu hơi nhiều. Hồi xưa là như cái clip của em hồi xưa là em có đi bộ đội phải không? Em đi năm 2017 và em về 2019 à. Rồi bây giờ tìm hiểu một chút xíu về đời tư của mình nha. Mời Cẩm Tú giới thiệu nè. Tú trải qua mấy mối tình rồi Tú? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì kéo dài 7 năm. Thứ hai 3 năm. Mối tình đầu tiên như thế nào? Mối tình đầu tiên thì tụi em quen nhau là năm lớp 9. Kéo dài 7 năm. Từ lúc đó thì còn hai đứa còn không thích nên là bị giảm cái bấm sáng. Từ sau thì bạn còn trẻ con, còn không chơi nhiều quá, không có quan tâm em nhiều. Nên là cuối cùng là chia tay. Còn mối tình thứ hai là em đang học đại học, bạn đó thì hơn em 2 tuổi. Cái bạn trai của em á là bạn học của em hay là cái gì? Dạ bạn đó là diễn viên. Cổ hồi sức gây mê ghê ha. Hồi đi học mà cổ đã gây mê luôn ông thầy rồi ha. Hồi đi học mà cổ đã gây mê luôn ông thầy rồi ha. Rồi quen được bao lâu? Dạ 3 năm. Thì sau này thì em phát hiện ra là bạn nó đang tán tỉnh một em sinh viên khác. Khi còn đang nghe em, cho nên là em chia tay. Cứ dây dưa vậy đúng không? Cho nên là em quyết luôn.
Bởi vậy người ta nói đàn ông á là chỉ có thêm không bao giờ có bớt hết trơn á. Mà muốn kết thúc một mối quan hệ đó là phụ nữ mới chấm dứt, chứ đàn ông dễ gì chấm dứt. Đàn ông không bao giờ mà nói thôi em ơi mình chia tay, không có đâu. Đàn ông chỉ có kiếm thêm thôi à. Đàn ông chỉ có kiếm thêm thôi à. Đúng không, đúng không? Trời ơi cười kìa. Trời ơi con Chiến ông cười tâm đắc dễ sợ. Chị Tường nói đúng quá mà, đúng không em? Rồi thế còn Chiến thì sao, tình trường của em sao? Em thì ba mối tình rồi. Mối tình đầu tiên á là năm 2015, em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Ồ, cô bé kia hơn em 4 tuổi. Dễ thương. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm, cảm thấy hai người sống chung với nhau và cảm thấy không hợp với nhau. Đây là nếu mà để kể về tại sao chia tay ấy, thì có thể em sẽ không nói ở đây. Cuộc tình thứ hai là năm 2016 tới 2019. Cũng hơn em 5 tuổi. Mới tình thứ 2 hơn 5 tuổi. Gu này gu lạ. Một người thì mình nói là hên xui, còn cái này chắc cũng mình tìm quá. Là thích quen với người lớn hơn nè. Chia sẻ một xíu bí quyết coi nè. Nói chung là về cuộc sống thôi, nhất là người ta chín chắn hơn này. Ngày đó thì thực ra thì em còn nói chung là còn nhỏ đi ha. Rồi là hai người có hai suy nghĩ khác nhau. Công việc của em ngày đó là đang làm đầu bếp, thành ra thời gian của em rất là nhiều. Thì nói chung là khi mà về ở với nhau rồi thì cảm thấy không hợp nhau nữa. Cái lý do đơn giản nhất của tất cả cuộc tình đó là không hợp nhau thì mới chia tay thôi. Còn nếu đã hợp nhau rồi thì đương nhiên nó không thể nào chia tay được. Nhưng mà cái nào cũng thì đương nhiên cái nào cũng không hợp, nhưng mà nó phải cụ thể, có một cái không hợp mà quen tới 3 năm rất là dài thì phải có một cái mấu chốt gì đó mà làm cho mình quyết định là thôi mình dứt luôn. Thời gian làm việc của em, thời gian hai người dành nhau ít hơn thì thành ra là tình cảm sẽ nhạt dần đi. Khi mà mình có thể vượt qua cái khu vực này, cái khoảng thời gian này thì đó mình sẽ yêu nhau được. Nhưng thì tụi em thì không vượt qua được thời gian này. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì mới cách đây khoảng 3 tháng. Ồ, mới 3 tháng thôi. Thì là mới chia tay được 3 tháng thôi. Còn quen nhau được 1 năm. Cô ấy kém em 4 tuổi. Kém 4 tuổi hả? Ờ, cũng ở Bình Dương luôn. Mối tình này thì là em là quản lý nhà hàng. Cô ấy hay ra quán em nhậu thì hai người cũng quen nhau. Thực ra cô ấy còn rất là nhỏ, mới 20 tuổi, 22 tuổi thôi. Nhưng mà tính một trẻ con á, còn em á thì bây giờ em đang trong cái độ tuổi là phát triển sự nghiệp. Em mới set up với mới thiết kế cái nhà hàng ở Bình Dương, dành thời gian nhiều cho công việc, tiếp khách rất là nhiều. Có khi em thức đến 5-6 giờ sáng mới tiếp khách 5-6 giờ sáng đi về. Thành ra là cô ấy ở nhà cô ấy chịu không chờ, rồi là cằn nhằn, rồi công việc không hiểu công việc của em. Sau nhiều lần xung đột thì từ anh ấy đi. Chị nói thật sự luôn á, mình quen với những người phụ nữ lớn tuổi hơn có nhiều người ái ngại, chứ thật ra là vẫn không có vấn đề, tại vì tình yêu nó không phân biệt tuổi tác, với lại mọi thứ là do cái duyên số chứ cũng không phải là do mình muốn tìm kiếm chủ đích mình là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là cái người ta chững chạc hoặc là người ta có cái sự hiểu biết thì người ta sẽ dễ dàng thông cảm với những cái hoàn cảnh riêng của mình, cho nên là thôi duyên chưa tới, hy vọng ngày hôm nay nha. Sẵn cho hỏi luôn là bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn gái như thế nào nè? Mẫu người của em thì cũng đơn giản thôi, bắt buộc phải hiểu cho công việc của em. Bây giờ hiện tại em đang có một cái dự án startup, nên em đang cần thời gian yên tĩnh để em làm việc, hiểu cho em về công việc của em, hiểu hơn công việc của em. Nhưng mà hồi đầu em đã giới thiệu với chị á, có ưu điểm của em á là em rất là cưng chiều bạn gái. Đâu anh nè, thì sao? Quan tâm bạn gái hơn nhiều hơn, cứ đem là đầu bếp, không biết chuyện nó không có bằng lý. Nói chung là để mà nói thì về ưu điểm thì nhiều lắm. Đó, nhưng mà giờ trong cái thời điểm này á, tự em đã rớt vô cái giai đoạn là lo phát triển sự nghiệp, rồi mới quen mà em không có cái thời gian quan tâm tìm hiểu người ta. Ví dụ như yêu nhau thời gian rồi đó thì bạn gái mới hiểu thì mới thông cảm cho mình, còn giờ ở cái đoạn mới đang đi tìm một tình yêu mới mà nếu em không dành thời gian cho bạn gái thì làm sao mà mình tiếp cận, làm sao hai bên hiểu nhau được? Hiện tại bây giờ thời gian là thời gian đang dịch, thành ra mọi người đang rất là rảnh thì thời gian này em sẽ dành cho nhiều em, mình có thể quan tâm qua mạng chẳng hạn, ví dụ là qua Zalo, Facebook nào đó. Nói chung là bạn gái có đủ để mình đồng cảm với nhau, hiểu nhau đúng không? Có thể là một tuần có thể đi chung hai lần, nhưng mà em á, tính chất công việc của em á, khi em làm quản lý nhà hàng thì em lại có rất nhiều thời gian rảnh, em có thể ở nhà một nửa tháng hoặc nửa một tuần cũng được, không vấn đề gì hết, vì em không làm việc cho lương, em được doanh thu, thế nên là em có thể ở nhà một tháng hay nửa tháng thì cũng không vấn đề gì hết, em phải dành thời gian đó cho bạn gái em. Đó. Em phải chia sẻ vậy cho hai cô gái đỡ căng thẳng chứ, tự nhiên chưa gì chơi mà em đa công việc không rồi không có thời gian cho người yêu, ai mà dám quen với em. Ok, cảm ơn, vậy là hiểu rồi đó. Thì quay lại với Cẩm Tú một chút xíu, thế thì em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào Cẩm Tú? Tôi nghĩ cũng đẹp, tôn trọng với lại thấu hiểu. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không? Cao hơn em, có cơ bắp một xíu, không cần phải xấu mút. Có cơ bắp xíu thôi ha, không cần cuồn cuộn ha, cao hơn mình ha. Em cao một mét mấy? Dạ em
cao nhất 55. Và bây giờ chúng ta sẽ qua đến với cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Mời em gái trước nha. Dạ thưa chị, là em mới trải qua một mối tình và anh chàng đó lớn hơn em 8 tuổi. Anh làm gì, có cùng công việc ngành y với mình? Chàng trai đó cũng giống như bạn ô cửa màu xanh, là em quen thầy giáo à. Thầy giáo dạy môn gì? Thầy giáo dạy môn võ. Chương trình bữa nay lựa hai cô gái đều làm ngành y, đều yêu thầy giáo. Ghê thiệt. Rồi sao mà tự nhiên rồi chia tay vậy cưng? Mối tình em kéo dài 3 năm mà. Khoảng thời gian đầu thì yêu nhau, nói chung là không có chuyện gì xảy ra hết. Thời gian sau là do trong ngành của em đó, em làm đó, nó khá là bận rộn. Em phải trực đêm, rồi ban ngày em phải đi học, rồi nhiều khi chiều thì em đi dạy học nữa, đi làm thêm nữa. Thì cái thời gian của em nó quá ít để quan tâm bạn em á. Nhiều khi tối và em gọi cho bạn, anh ấy là ngủ rồi, anh ấy không có bắt máy em nữa. Sau dần dần đi thì thời gian của em càng ngày càng kín hơn nữa. Em không có thời gian quan tâm cũng như là đi chơi với anh ấy. Cho nên là anh ấy có một mối tình ở ngoài mà em không biết. Chứ lại bản thân em là người tin tưởng vào tình yêu. Khi quen một ai đó rồi là nghĩ là mình sẽ đặt hết niềm tin vào người ta luôn. Còn niềm tin đó của em đã bị bạn phá vỡ. Nghe chưa Chiến ơi, đó. Mà nếu mà cái ham mê công việc quá là coi như là bị cắm sừng hồi nào cũng không hay, thấy không? Tại vì đôi lúc mình phải sắp xếp cái thời gian cho nó. Ok, ok chị. Cái thời gian sắp xếp nó phải hợp lý một chút. Chứ bây giờ cái gì cũng muốn hết thì đâu có được. Muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Cao hơn em. Ồ, em cao bao nhiêu? Em cao bao nhiêu? Dạ, 1m65. Bây giờ mình kiếm chàng trai cỡ 1m7 trở lên là ngon lành ha. Và có gì nữa không? Có yêu cầu gì ở người bạn trai nữa không? Em không thích bạn trai hút thuốc cho mấy, tại em bị ứng mùi thuốc lá lắm. Còn như bạn trai mà đi nhậu nhẹ hay là gì đó thì em còn thông cảm, vì đó là công việc của các bạn. Nhưng mà uống nhậu nhẹ thì phải biết có một chút giới hạn nào đó, phải biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Đừng có đi quá giới hạn của nó, không hay. Ok, rồi chúng ta sẽ qua đến với chàng trai cuối cùng, là chàng trai ngồi ở ô cửa màu đỏ. Chào bạn Hải ha. Tình trường mình sao? Dạ, nói về tình trường thì em trải qua khoảng 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là lúc còn trước khi đi lính, là từ lúc năm em học lớp 12. Kéo dài bao lâu? Gần 3 năm rồi. Em chia tay là vì em đi lính mà em chia tay, hay là chia tay trước rồi mới đi lính? Chia tay là đang đi lính, chia tay rồi. Bạn đó có lên thăm em ở trên quân đội á, xong rồi được khoảng một tuần rồi là bắt đầu bạn đó chia tay em để quen một người khác ở trong quân đội luôn. Hả? Bị một đồng chí cướp tay trên luôn hả? Bạn nào mà chơi kỳ vậy? Mà làm sao hai người quen nhau được? Lên thăm em rồi bộ em vẫn đi giới thiệu hết luôn cho quân đội luôn hay sao mà anh kia anh quen? Bạn đó là cái lính vệ binh á chị, cho nên là khi ra vô là sẽ được gặp. Rồi em phát hiện ra hay là bạn nó tự thú? Em phát hiện ra xong rồi mà bạn nó chối, xong rồi em mới đưa mấy cái tin nhắn mà em chụp lại được á, là lúc đó là chuyện đó quay lại bỏ em luôn. Ủa mà sao em có được tin nhắn? Dạ tại anh đó là lúc mà em hết 3 tháng tân binh á, là em có chuyển ra ở chung phân đội vệ binh chung với anh đó luôn. Mà tự nhiên ảnh quen bạn gái em rồi ảnh còn cho em coi tin nhắn của ảnh với bạn gái em nữa là sao? Dạ em cũng không biết, nên chắc ảnh không biết á, chứ anh không biết bạn gái em. Rồi lúc đó tâm trạng của em như thế nào? Thì lúc đó là em buồn, xong rồi coi như là mình không làm được gì hết luôn, là không ăn được, không ngủ được. Khoảng thời gian đó là đầu em xuống tầm khoảng gần 10kg. Trời ơi, ghê vậy đó hả? Mối tình đầu xuống 10kg không ăn không uống. Bây giờ là bạn Trúc á, hiện tại chương trình đang tạm thời ghép đôi với mình á, là không có thích hút thuốc. Bây giờ em bỏ được không? Tại em là trong quá trình đang em đang trị bệnh bú cổ của em á, cho nên em bắt buộc phải bỏ thuốc và bỏ rượu, nên em đang trong cái quá trình là bỏ hết. À, thế rồi những mối tình sau này như thế nào, có cái gì ấn tượng không? Mối tình tiếp theo là lúc đó em đi lính được khoảng một năm mấy rồi, hơn một năm. Một bạn đó, bạn cũng có tình cảm với em và hai đứa tìm hiểu khoảng một tháng mấy á chị. Cái bộ đội sao mà quen được ai? Do em chơi trên một cái app tìm bạn á. À, rồi rồi chị hiểu rồi, trên mạng thôi ha. Rồi sao nữa? Tìm hiểu nhau một tháng á, là bạn đó lên thăm, lên chơi với em luôn á, là quen nhau được 2 ngày là thôi. Quen nhau được 2 ngày là thôi. Tình yêu gì kỳ vậy? Vì quen nhau 1 tháng rồi lên chơi 2 ngày rồi thôi. Sao vậy? Sao nhanh như chớp vậy? Lúc mà em gần bạn đó và em có cảm giác là mình không phải gọi là yêu, cho nên em chấm dứt để cho đỡ đau đớn bạn về sau. Trời ơi, vậy là ông này, cái gu ông này là gu đau đớn rồi gì mà đỡ đau đớn thì cứ yêu đi, chừng nào đau đau. Cứ yêu đi, chừng nào đau đau.
gì mới yêu 2 ngày mà sợ đau đớn thì chia tay. Trời ơi chán không ghê. Rồi mối tình thứ ba. Tình ba là lúc em ra lính. Rồi ra lính là mạnh mẽ hơn. Ra lính là gần 2 năm là mới vừa rồi mới chia tay. 2017 em ra là bây giờ là chia tay cũng được khoảng 1 năm mấy rồi. Ờ, lúc này là chín chắn mà trưởng thành rồi, quen cũng được 2 năm mấy rồi, tại sao chia tay? Cái khoảng thời gian mà hai đứa tiếp xúc với nhau á, ở chung với nhau là có những cái mà không hiểu nhau, những bất đồng ngôn điểm á, cho nên là tụi em chia tay. Anh Hải muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Ở cái tuổi của em là em muốn tìm một người mà chân thành. Tuổi tác không quan trọng, lớn nhỏ quan trọng, miễn sao là có cái sự trưởng thành, cho đó có sự người lớn hiểu chuyện một xíu. Em nghĩ như bao lâu nữa thì mình sẽ tiến tới hôn nhân? Tầm khoảng 4 năm nữa. Kế hoạch mình đưa ra như vậy, còn cái chuyện thực hiện được tới đâu thì là còn tùy ha, mọi thứ là tùy duyên. Trước mắt là sơ bộ 4 bạn đã giới thiệu với nhau rồi. Như chị Tường chia sẻ lúc nãy nha, là bây giờ chị Tường sẽ cho cả 4 bạn nhìn thấy nhau. Hồi nãy giờ mới nghe thôi, nhìn thấy có cái mặt tôi à, chán quá đúng không? Bây giờ cho các bạn nhìn thấy nhau nè. Và nhớ là luôn luôn mình, bản thân mỗi người đều có quyền có 2 cơ hội để lựa chọn nha. Suy nghĩ thật kỹ, lắng nghe trái tim của mình. Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường kết nối 4 bạn với nhau. Chúng ta sẽ bước vào vòng 2, mở cửa trái tim. Rồi các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi. Một chút xíu cảm xúc đi. Đầu tiên là mình cảm nhận như thế nào khi mà mình được nhìn thấy so với nghe tiếng nói nãy giờ. Các bạn chào nhau một chút xíu đi. Chiến chào trước nè. Nói chung là em có thêm một bạn mới này, em cảm thấy vui thôi. Còn cảm xúc thực tế thì em khó nói lắm. Khó nói lắm ha. Gặp nhau trực tiếp ở ngoài mà còn chưa có đo được, hiểu được cảm xúc nó huống chi là đang online như thế này phải không? Ok thôi được rồi, như vậy thì từ từ mình sẽ trò chuyện thêm một chút xíu nữa. Bây giờ thì chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề, rồi mình sẽ cùng nhau thảo luận xung quanh cái chủ đề đó để mình hiểu được cái quan điểm cũng như là cái tính cách của nhau, đồng ý không? Và bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho Tường xem cái chủ đề đầu tiên. Mẹ ơi, anh ấy lại về nhà muộn và còn không cho con kiểm tra điện thoại. Rồi anh ấy mới đáp trả là cô ấy luôn luôn khiến con phải phát điên, con từ bỏ đây. Đó, cặp màu xanh, Cẩm Tú và Chiến. Bây giờ Tú sẽ nói cái suy nghĩ của mình trước. Nếu đó là hoàn cảnh gia đình của em thì em xử lý như thế nào? Nếu là em thì em sẽ nói những cái điều mình khó chịu về chồng mình. Như là mình không thích chồng mình về khuya, hoặc là chồng mình có lý do gì đó, công việc gì nọ phải về khuya, nhất định phải về khuya, thì phải nói cho mình biết để mình, thứ nhất là mình đỡ lo, thứ hai là mình không có suy nghĩ lung tung. Em có điện thoại mát mẹ anh ấy không? Dạ không. Đấy là chuyện của hai người rồi. Thì mình nếu mình không giải quyết được thì sau mình mới hỏi ý kiến người lớn. Giống như chị là chị mét á, chị rất có thích mát mát người lớn. Bởi vì mình nghĩ rằng đôi lúc mình nói không chưa có FP, mình phải mét để mình tìm đồng minh. Em thì đến lúc đó thì chưa cần tìm đồng minh. Mình muốn tìm đồng minh thì mình phải có chứng cứ mà có lợi cho mình trước để mình lôi kéo đồng minh. Bây giờ muốn có chứng cứ mà kiểm tra điện thoại, em không kiểm tra điện thoại làm sao em tìm được chứng cứ? Mình phải có nhiều mối quan hệ với chị. Bạn bè của ảnh thì trong lúc quen thì mình cũng phải là quen cả bạn bè của ảnh, làm thân với bạn bè của ảnh. Thì lúc đó mà ảnh có đi mà ảnh không nói với mình thì mình hỏi. Xưa giờ khi mà em quen cái mối tình của em đó, cái gì thầy giáo là bị thầy giáo cấm sừng đúng không ta? Đúng rồi. Ở đó em có kiểm tra, em có đòi kiểm tra điện thoại của người yêu mình không? Mối tình đó thì em quản lý người yêu rất là chặt, là báo Facebook, Zalo là em đều có hết. Lúc đó là bạn nó tự nguyện là cho em biết, tại vì bạn nó muốn chứng minh là bạn đó chỉ có một mình em thôi. Thì em cũng để đó thôi, lo lắng cho anh thăm nhẹ một chút. Tại sao hồi đó yêu thì quản lý, mà bây giờ nếu mà yêu nhà chồng mình thì mình không chịu, không quản lý? Em ngộ ra một điều là lúc mà quen nhau á, tức là mình muốn giữ người ta, mình giữ chặt người ta, mình có quản lý cỡ nào thì người ta vẫn có thể có người khác nếu người ta muốn. Nên là bây giờ mình có quản lý hay không thì cũng không quan trọng là ở cái người nam đó thôi. Sao Chiến ơi, chăm chú lắng nghe kỹ quá mà, phân tích kỹ quá mà, em có phản biện gì với Cẩm Tú không? Mời em, với cặp vợ chồng như lúc nãy, nếu như là vợ chồng em thì em xử lý như thế nào? Chúc mừng em. Nếu mà giả sử nếu có duyên đi ha, nếu có duyên mà hai đứa về với nhau chẳng hạn, thì chúc mừng em là có đồng minh gì đó. Mẹ anh cưng con dâu lắm.
Thứ hai là anh nói về tính chất công việc của anh á. Công việc của anh á là có thể cái giờ mà em đi làm là lúc anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về á là lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng á, karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ giấc làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là phù hợp nhau. Thì cái này em có thể hiểu được cho anh hay không thì cho em ha. Còn về vấn đề là điện thoại á, thì anh có thể đưa mật khẩu Facebook Zalo của anh cho em, đó là chuyện bình thường. Nếu yêu nhau rồi thì không có gì phải sợ cả, mình không có là không phải sợ. Nhưng cái này, cái nhưng cái rất quan trọng này, cái tính chất công việc của anh á hầu hết là các bạn nữ, còn vào karaoke là bạn nam. Nhưng anh làm quán nhậu nhiều hơn và anh là người bên chăm sóc khách hàng quản lý, thì anh phải chăm sóc khách hàng rất là nhiều. Thì em khi em ghen như vậy là anh sẽ tự nhiên mất khách hàng của anh. Nghe là không được ghen với khách hàng à, rồi mát mẹ thì được, cho kiểm tra điện thoại thoải mái. Nhưng mà rồi liệu em có đánh lận con đen không à, biết đâu những khách hàng ai người ta ghen cái em cũng nói đó là khách hàng, nhưng thật ra đó là cũng là tò te túng tí với người ta rồi sao. Em còn nghiêm túc trong tình yêu lắm, em khi yêu em nghiêm túc lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chủ đề thứ hai dành cho cặp đôi đang ngồi ở ô cửa màu đỏ. Điểm chung của các bà vợ dễ bị chồng chán, cằn nhằn, lao có cái nhà mà cũng không sạch, mà sao anh không đổ rác, có mỗi chuyện thu dọn quần áo dặn hoài luôn mà cũng không nhớ. Bây giờ cho Hải nói trước đi. Nên em sẽ nói rõ là em không có thích cái vấn đề đó, mà đôi khi là người vợ của mình ra ngoài đường thì gặp nhiều cái stress ngoài đường thì về nhà càng nhìn với chồng, đó cũng là điều lẽ thường, cho nên mình hiểu thông cảm một phần cũng không sao. Nhưng mà nếu vợ em như vậy thì em có chán không? Với những cái lý do nhỏ vậy mà để chán nhau thì không nên. Em có phải là cái người giỏi việc nhà không, và em có sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với vợ không? Em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái tại sinh thử là em cũng làm những vấn đề đó rồi. Với những chia sẻ của anh chồng lúc nãy thì trước tiên là Tú cảm thấy như thế nào? Em cũng nói luôn là em là một người sống phóng khoáng, em không có cằn nhằn những việc đó. Ví dụ sau này mình là vợ chồng và ở nhau thì mình có thể share việc nhà ra. Thế lẽ những việc đó là người phụ nữ là phải làm, nhưng mà có thể là do công việc em quá bận thì chồng phụ em một xíu công việc cũng được. Công việc đó không đáng để cằn nhằn, việc cằn nhằn nó mất đi tình cảm vợ chồng, em không thích. Còn về việc nãy giờ anh Hải anh cũng có chia sẻ là anh đã từng sống chung với những bạn gái trước đây, có nghĩa là mình có trải qua sống thử và anh luôn luôn hỗ trợ bạn gái trong cái công việc, đặc biệt là công việc nhà. Thì em suy nghĩ sao về điều này và em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Em không thích cho mấy, tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắc khe, đối với em bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắc khe về vấn đề đó. Cẩm Tú ơi, em thì suy nghĩ như thế nào về việc sống thử? Em không thích sống thử. Về vấn đề mà bạn kiến trước đó có sống thử thì chuyện đó là chuyện quá khứ rồi đó rồi. Nên là em không có ý kiến. Em chỉ quan tâm hiện tại và sau này thôi. Nếu bây giờ quyết định lựa chọn đây là cái đối tượng của mình rồi, vì để thuận lợi cho công việc và mọi thứ thì anh ấy muốn là dọn về ở chung để tiện chăm sóc cho em, mình cũng đã có kế hoạch tiến tới hôn nhân rồi, thì em có đồng ý không? Dạ chị nói thì chỉ cần ảnh nói chuyện với người lớn là xin phép ba mẹ đồng ý thì em cũng nghĩ. Ok được đúng, có nghĩa là mình không có ngại, với điều kiện bạn đó thật tình thì cứ đến nhà mình mà trình bày đúng không? Còn thấy có gan trình bày và ba thuyết phục được ba mẹ mình thì đi thôi. À, bây giờ thì chúng ta đã hiểu nhau hết rồi, tranh luận hai chủ đề cũng xong hết rồi. Bây giờ trước khi mà đến cái phần 3, đó là cái phần quan trọng, đó là quyết định, thì các bạn có muốn thể hiện điều muốn nói cái gì với hai người bạn còn lại không, hay là mình tặng nhau, mình giao lưu một chút xíu tài lẻ cho cái chương trình nó hấp dẫn chút xíu đi. Đó, bây giờ Hải hãy tặng cho chương trình một bài hát gì cho vui vui đi Hải. Vỗ tay đi các bạn ơi. Rồi, xin mời em. Lạc bước lối, làm sao tìm nhau giữa bầu trời trắng xóa, vì những ân tình người mang theo thành mây khói. Mấy năm trong bộ đội thất tình hai lần đó trời, hát được vậy đó trời ơi trời. Thế bây giờ Trúc thì sao nè?
Em thì em không có biết hát, nhưng mà em có tài là hay thả thính người ta. Thả thính sao chút? Cha mẹ cho bạc cho vàng, không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Không bằng anh yêu cô nàng ngành y. Vậy thì hai bạn nam cho em hỏi hai bạn suy nghĩ gì về câu đó? Trời ơi, câu đó quá hay luôn chị ơi. Hai chỗ nào? Mình quen được một người vợ nằm ngành y thì sức khỏe gia đình mình được người đó chăm sóc hết rồi. Đó là một cái lợi. Lợi à, cũng đúng. Ủa vậy là có cái hại gì không? Quen ngành y có cái hại gì không? Hại là ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Ngủ nghỉ phải đúng giờ theo quy định của bác sĩ. Theo quy định của bác sĩ. À, không được tự do ha. Nhiều khi rồi vợ kỹ quá rồi. Bắt giờ này ngủ giờ này thức, ăn món này món kia món nọ ha. Vậy còn Chiến thì sao? Yêu một người quen anh y thì cũng tốt, nhưng mà nó lại trái ngược giờ với em rất là nhiều. Phản khoa học quá. Em phản khoa học quá. Người đưa ra đó câu hỏi, em có cái giải trình gì, cái đáp án gì, suy nghĩ gì về câu nói đó? Tại sao em lại hỏi các chàng trai này câu đó? Cái thứ nhất là yêu một nàng ngành y á, thì là bọn em biết chăm sóc sức khỏe. Đồng ý. Còn cái ưu điểm thì cứ khuya với lại không sợ gì hết luôn. Ngành y không sợ gì hết. Hay, cái này tôi mới biết á. Hồi nãy em anh Chiến nói là anh Chiến hay thức khuya, mà sao anh nói em trái đến giờ anh là như thế nào rồi? Tại vì em cũng thức khuya, em trực đêm luôn mà. Anh cũng đi đêm, anh cũng ăn đêm với bạn bè các kiểu, giao lưu với mọi người, mà sao anh nói em trái múi giờ? Không, anh được đấy. Anh cứ nghĩ là làm trong ngành y tế, gần cô bác sĩ y tá thì sẽ làm trong giờ rất là hành chính á, từ sáng cho đến tối. Nhưng mà thật ra là Chiến nói đúng á. Chiến nói đúng đó, em chưa hiểu vấn đề. Tại thật ra là cơ bản thì bác sĩ cũng là làm việc ban ngày. Cơ bản là làm việc ban ngày và sẽ có trực đêm, chứ không phải là đêm nào cũng phải thức. Còn riêng anh Chiến là đêm nào anh cũng vậy hết á, không có cái đêm nào mà anh về với em đâu. À, đêm nào anh cũng đi làm hết trơn á, ý ảnh là như vậy, hiểu không? Còn bác sĩ là khi nào có bệnh nhân hoặc có các ca trực hoặc là tăng ca hoặc cái gì đó, lâu lâu thì người ta mới trực. Còn bác sĩ thì mình vẫn làm việc chủ yếu trong bệnh viện là ban ngày, ban đêm thì thay phiên nhau trực, chứ không phải là cái làm việc ban đêm. Thế bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng 3 của chương trình với tên gọi là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy nhìn cho kỹ cái biểu tượng của mình, nhìn cho kỹ nhé, và chúng ta sẽ đưa ra quyết định tùy các bạn thôi. Hãy làm sống theo đúng trái tim của mình, mách bảo đúng với lý trí của mình, thích như thế nào, muốn như thế nào thì làm như vậy. Sau 5 giây các bạn sẽ đưa cái biểu tượng mà mình chọn lựa lên. Nếu như mình muốn làm quen, kết nối và hẹn hò với đối phương ở cái ô màu xanh hay cái ô màu đỏ thì mình sẽ đưa cái trái tim cùng màu lên. Nếu như chúng ta không cảm nhận mà không muốn, chưa thấy rung động và chưa muốn kết nối với ai hết thì chúng ta hãy lịch sự đưa lên cái gương mặt cười, cười tươi như chị Cát Tường vậy nè. Ok, hiểu rõ chưa? Và bây giờ là 5 tiếng đếm, 5 giây của khoảnh khắc quyết định. 5 Mối tình đầu tiên đó là năm 2015. Em có quen một cô bé kia hơn em 4 tuổi. Hai người quen nhau được khoảng 2 năm. Cảm thấy hai người sống chung với nhau và không hợp với nhau. Đó là nếu mà để kể về tại sao chia tay ấy, thì có thể em sẽ không nói đây. Tại em có một khoảng thời gian ở riêng với lại bạn gái anh đã sinh thử đó. Tại đối với em là hôn nhân xong rồi mới sống với nhau, chứ không có sống trước cái hôn nhân đó. Em hơi khắc khe, đối với em, bản thân em là một người phụ nữ thì em hơi khắc khe về vấn đề đó. Em không thích phóng thử về vấn đề là bạn Chiến trước đó. Trước đó có phóng thử thì là chuyện đó là chuyện quá khứ rồi đó rồi. Nên là em không có ý kiến, em chỉ quan tâm hiện tại và sau này thôi. 4 3 Âm nhạc đang rất hấp dẫn. 2 Và 1 Rồi. Cẩm Tú, em đưa cái gì vậy Cẩm Tú? Cười của em hả chị? Cười của em á chị, em người duyên dáng mà có người đau lòng quá. Âm
nay chia buồn với Chiến rồi. Chị Tường chỉ thấy được trên màn hình có một cặp đôi thôi. Đó là một cặp đôi ở bà, hai bạn, đó là bạn Hải và bạn Thanh Trúc ở ghế màu đỏ. Rồi bây giờ từ từ cái cặp đôi chúc mừng tôi chúc sao đi. Bây giờ tôi hỏi cô Cẩm Tú nè, sao mà cô đưa mặt cười vậy cô Tú? À, thật ra thì em thấy anh rất là tốt, ngoại hình cũng ok, công việc ổn định. Nhưng mà dưới là công việc của anh thì em sợ thì sau này không có nhiều thời gian để gặp nhau. Công việc của anh là có thể cái giờ mà em đi làm là lúc anh đang ngủ, bây giờ khi em đi làm về là lúc anh đang làm việc. Thì là công việc của nhà hàng karaoke là khu vui chơi giải trí, thành ra là cái giờ giấc làm việc của anh và những người làm trong nhà nước hoặc là công ty hay là gì đó là rất là phù hợp nhau. Tại vì anh thường làm buổi tối, em thì bình thường em sẽ làm theo giờ hành chính hoặc là em có đi trực tuần khoảng 1-2 ngày. Thì em sợ sau này người không có gặp nhau nhiều chị. Thật ra đó cũng là một cái lý do rất là chính đáng, rất là tiếc luôn á. Chứ chị thấy thật ra hôm nay Chiến với Cẩm Tú cũng rất là đẹp đôi nha. Nhưng mà hai bạn đã không có bấm nút hẹn hò thì chương trình sẽ không có kết nối được hai bạn với nhau. Như vậy đúc kết lại ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một cặp đôi thôi. Một lần nữa là chúc mừng Hải với Thanh Trúc nha. Nếu mà trên sân khấu là nãy giờ tôi bắt hai bạn nắm tay nhau và hôn nhau rồi để chụp hình làm kỷ niệm. Cảm ơn, cảm ơn. Rồi bây giờ đến quà tặng dành cho các bạn nè. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay quý vị theo dõi chương trình thì cũng nhiều cung bậc cảm xúc giống như các Tường đúng không? Phải khen là bà Mai cũng cố gắng hết sức rồi, cho mọi người biết là Mai mà online như vậy nó căng thẳng lắm. Tường phải lắng nghe rồi phân tích đồ dữ lắm và phải công tâm để mà cho các bạn ấy hiểu nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì rất là tiếc chỉ kết đôi được với một cặp đôi thôi. Cặp đôi đã bấm nút hẹn hò thì các bạn sẽ được tặng mỗi bạn là 1 năm xài miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Khi nào mà các bạn báo tin hỷ cho chương trình thì để chúc mừng sự thành công của các bạn, giống như là sự thành công 2 trong 1 của các bạn, thì nhãn hàng bột giặt Joy sẽ hân hạnh tặng mỗi bạn là 2 cộng 1, có nghĩa là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha các bạn nha. Hai bạn kia cũng vậy, dù là hôm nay mình không có hẹn hò, không có kết nối được với nhau, nhưng mà cũng có phần quà an ủi. Nhà bột giặt Joy cũng gửi tặng cho các bạn mỗi người là 1 năm xài bột giặt Joy miễn phí luôn. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều, luôn luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị hãy đón xem chương trình vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCB Media. Hãy đăng ký ngay Netlo để được theo dõi chương trình sớm nhất nha quý vị. Tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho những cái bạn gặp gỡ nhau nè, rồi kết đôi cùng nhau nè, và chúc cho các bạn hãy hạnh phúc bên nhau.